Người quay trở lại. Đi chơi về chưa? Chào Chào em. em. Rồi ạ. Sao cảm thấy kiến thức đủ mệt mỏi chưa? Nhiều không? Quá trời. Quá trời hả? Thế thì biết cách cái chiến lược học tập rồi. Tôi đi tiếp sang một cái sơ đồ ví dụ thêm ngắn ngắn nữa cho các bạn xem trước khi tôi đi sang phần mới. Nhớ làm về nhà làm bài bài tập nhóm để tuần thứ 8 thuyết trình. Vậy thì phần còn lại em nói, thầy nói cho em nghe phần này là phần gì? Phần này các bạn không cần phải đưa vào phần thuyết trình nha. Nhưng mà nó lại dính dáng đến cuốn Capstone Project, là cuốn đồ án tốt nghiệp. Nên tôi cũng sẽ dở nó ra một chút xíu để các bạn nhìn nó. Đến ngày hôm nay thì chúng ta đã xong được cái sơ đồ UCase. Và tôi tin là các bạn đã biết cách đọc cái sơ đồ này rồi. Vì ký hiệu nó chỉ có nhiêu đây thôi. Giờ không sợ bố con thằng nào nữa. Tất nhiên sơ đồ này nó có cái cập nhật thêm, cái sơ đồ này của năm 2014. Thì sau này các thầy cô đại học FPT có cập nhật thêm, thì các bạn cứ theo cái template mà tôi vừa đưa cho các bạn, yên tâm đi, đảm bảo tương thích với tất cả các thầy cô, nhớ đấy. Còn tất nhiên là còn nhiều cái style và nhiều cái khác nữa, chứ 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 không có phải là chỉ có một style vẽ. Nhưng mà tôi tin rằng những cái ký hiệu các bạn đã dư sức biết cách để đọc. Device này cái hình dung nó chính là cái system handler nha, cái này là chính là system handler đấy. Để sau này mà chuẩn hóa lại những cái từ đặt cho nó chính xác thôi. Extension point nó cũng có thể vẽ ở đây, vẽ thêm ở đây nữa đều được. Tức là đứng ở đây thì có nhiều hướng extend vào tôi. Nếu có nhiều hướng extend vào tôi thì khi nào tôi gọi anh thì nó mô tả rõ từng cái một, thì nó cứ mô tả ở đây, nó đồng thời nó mô tả ở đây luôn đều được cả, không vấn đề nhé. Thì cái này chuyện này không có nghiêm trọng, tùy thuộc loại tool khác nhau thôi. Bây giờ tôi sẽ cùng vẽ các bạn thêm một chút xíu nữa về một cái app quen thuộc của trường mình là app FAP để xem thử xem sao. Bạn phải nên nhớ rằng là cái cũ này của ta thì cái app 7-Eleven Reward đó là cái app mà bắt buộc phải login mới xài được. Nhưng có những app không login thì xài không nói làm gì. Nhưng ngoài có những tính năng guest vẫn được quyền xài những tính năng khác mà không cần login. Thì bạn nên nhớ là tùy, ví dụ Lazada mình đâu cần phải login đâu. Cho nên chỗ này guest login, guest đăng ký member là ok luôn. Và sau đó là guest sẽ thể là vẫn search những sản phẩm, filter sản phẩm từ lưa không sao cả. Cho nên cái đây mình phải nó nghĩ là tùy loại app, chứ không phải có một cái sơ đồ nó cố định chung cho tất cả các loại app nha. Nhưng mà bạn đã biết cách vẽ trong những tình huống rồi, cái quan trọng nhất là để học các tình huống, chứ không phải là học cái kiến thức chung, chứ không phải là ngồi mà bê nguyên si cái này sang tất cả các sơ đồ áp dụng chung là nó kỳ lạ lắm. Bởi vì có cái người có cái loại app thì không cần login vẫn xài được các tính năng, thì vẫn nối các tính năng vào bình thường. Còn nếu là member thì nối được thêm cái tính năng nào, tức là vẫn có điểm chung và điểm riêng. Chuyện này là tôi không vẽ hết các trường hợp cho các bạn được, nhưng mà bạn phải tự có thêm cái tư duy phân tích. Rồi bây giờ mình sẽ new mới một cái bài, các bạn gõ new mới một cái để mình sẽ xem, nhìn thử xem cái app FAP trường mình thì nếu bắt đầu vẽ những cái cơ bản nhất thì nó sẽ vẽ như thế nào, để bắt đầu bạn có thêm được cái app thứ hai để đối chiếu. Đặc biệt app FAP của trường mình thì bạn biết thừa rồi, app Pháp của trường mình thì nó cũng là không cho xài bất cứ tính năng nào nếu bạn không login. Như vậy thì bây giờ bắt buộc phải login trước. Còn nếu bạn vẽ Lazada, chỗ này là giả sử Lazada, thì search sản phẩm nha, search sản phẩm thoải mái ở đây, bạn nối từ guest với tính năng search sản phẩm. Mà nếu bạn là member, bạn nối vào bạn cũng search sản phẩm như bình thường, bạn filter như bình thường, bạn add luôn cả hàng vào giỏ hàng như bình thường đều được hết. Và cuối cùng đoạn cuối cùng thanh toán thì nó yêu cầu mình confirm thêm nhiều điều gì. Cho nên nhớ rằng là app khác nhau sẽ có cách tiếp cận khác nhau, nhưng bây giờ mình chỉ học những nguyên tắc để vẽ thôi. Đã là được. Giống như học trường kiến trúc thì rồi sau đó ra ngoài biến tấu vẽ các loại ngôi nhà. Nhưng mà đừng vi phạm những nguyên tắc về mỹ thuật thôi. Thế bây giờ bắt đầu mình vào màn hình mới, add diagram, UCase diagram. Bạn dùng tool trên mạng cũng được nhé. Trên mạng có cái tool nào có chữ UML. UML là một cái thuật ngữ là về trường phái cách vẽ. Vẽ về thiết kế phần mềm theo phong cách hướng đối tượng, cái chữ UML nó có ý nghĩa riêng luôn đấy. Chữ store là cái tên của cái tên app này thôi, nhưng nó gắn thêm chữ UML vào. Nhưng mà bản chất là cái chữ UML là một thuật ngữ trong nghề của chúng ta luôn, chứ không phải là cái tên riêng cho ai đó đâu.
Unified Modeling Language, ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, hợp nhất, là một cái loại cách vẽ nha, những cái sơ đồ mà để nó truyền tải ý tưởng của phần mềm. Và một đây toàn các sơ đồ này liên quan đến UML, nó truyền tải ý tưởng về phần mềm. Thì sau cái phần UCase thì tôi sẽ đi sang phần sequence, là cái loại sơ đồ thứ hai mà sẽ xuất hiện trong đồ án tốt nghiệp. Mà sơ đồ này khó vẽ một chút nếu không hiểu vấn đề. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm UCase diagram trước. Thêm cái nữa, việc đầu tiên của sơ đồ UCase diagram luôn luôn phải là system boundary, tức là mình cần có một cái biên của hệ thống và mình click vào, mình chỉ vẽ một lần và duy nhất cho mỗi app. Tất nhiên app của em tách thành từng module, từng cụm lớn, thì em có thể vẽ mỗi cụm lại là một cái boundary được. Chuyện này là do app to, app nhỏ, chứ không có một cái điều à, vậy thì app em nhiều tính năng lắm với cỡ Lazada mà thì gom hết cả đám này vào là chết cha luôn. Hoặc là app Now thì nó tách riêng ra từng cụm module, nó xem như mà cái tên ở đây. Và trước đây nó chỉ giải quyết câu chuyện ví dụ quản lý đơn hàng là một đã đủ phức tạp, quản lý nhà hàng, tức là bạn xem cái thông tin về nhà hàng ấy, cũng đã đủ là một cái rồi. Cho nên nó tách riêng hay là không tách là tùy. Nhưng nên nhớ rằng hình chữ nhật để tao nói về, tao chỉ focus, tao chỉ tập trung vào vào đúng những cái cụm tính năng này mà thôi. Còn những cái khác đó là câu chuyện khác. Ủa nhưng nếu nó có giao tiếp thì coi như cái phần module kia là một cái actor tác nhân vào. Đấy, bạn hình dung như vậy thì nó tự nhiên câu chuyện mình rất nhẹ nhàng. Actor là thằng khác. Thằng khác có thể là app ngoài hay là một module khác tách độc lập ra của cái app này, đều được mà. Đều được cả. Không ai cấm. Mình phải vấn đề chọn như vậy, mình có cái tư duy tổ chức vấn đề như vậy là mình sẽ vượt qua được cái việc khó khăn này vậy. Rồi, F A T Pháp. Đây là chữ F T T University Academic Portal. Pháp. Sao? Vậy tên app phải có. Đây là cái mà mình sẽ xây dựng. Tất nhiên mình đang nhìn từ cái có rồi, mình vẽ này nó dễ, chứ ban đầu bạn tưởng tượng là chưa có cái app mà ngồi vẽ cái này là cũng học máu. Học máu vì đơn giản đâu biết khách hàng muốn cái này gì. Không, khách hàng muốn phần mềm quản lý kho, thưa thầy, đúng rồi. Quản lý kho nhưng gồm những cái công việc gì, cái what mà người ta làm hàng ngày, đó là cái điều khó. Nó phải là điều khó chứ bây giờ mình có cái app rồi, mình đã vẽ. Cho nên các bạn cũng đang có cái góc độ đó, tôi cũng đưa bạn hơi một chút xíu khó, tức là các bạn tự chọn cái app của bạn, bạn tự nghĩ ra cái app hoặc bạn dựa trên mô phỏng app đã có sẵn. Mỗi cái đều có cái khó riêng ha. App có sẵn bây giờ phải nhận diện cái nào là cái what. Dù sao nó cũng dễ để nhìn. Rồi, mình cần vài actor. Vậy câu hỏi đầu tiên cực kỳ quan trọng khi làm một cái app là hỏi rằng app viết cho ai dùng. Câu quay trở lại, vậy app viết cho những ai dùng? Mình đã biết rồi, một vài loạt mình cứ vẽ ra. Cái ai dùng là cái quan trọng nhất, rồi sau đó mình tổ chức mình tối ưu hơn. Vẽ thừa không sao cả nha, thiếu mới là vấn đề. Rồi, sau đó xong actor. Và bây giờ mình sẽ xem những actor lớn trong quá trình xài cái app FAP của trường mình là ai. Ai sẽ xài app? Trả lời. Sinh viên ạ. Chắc chắn sinh viên là câu chuyện quan trọng bậc nhất trong cái app này rồi. Sinh ra cái app này để cho sinh viên trước đấy. Sở tiêu đấy. Vậy những cái role mà bạn tìm thấy. F, ai xài nữa? Giảng viên. Parent có mà, có cái login cho parent nhưng mình chưa thèm cho nói cho ba má biết thôi. Ba má cứ yên tâm đi, cái việc học là mỗi người chọn một việc. Ba má cứ chọn việc kiếm tiền đi, còn con cái việc học là của con. Ba má bảo hệ thống FAP là cái gì? Để tao ngồi tao mét có cụ. Lecturer. Ở ai nữa? Phòng đào tạo rồi. Hồi nãy tôi nghe có một cái câu là ai đó nói chữ nhân viên. Chữ nhân viên tôi không chịu nha. Dạ phụ huynh hả? Dạ phụ huynh. Tao ghi mã nó đây rồi mày. Mày sao vậy? Mang cái chữ parent đâu bây à? Vãi thằng này. Admin đó này. Cái gì? Admin. Admin là ai? Đừng luôn luôn phải nghĩ là admin. Cái chữ admin nó rộng lắm. Tao đã nói rồi. Trường đại học không có cái niệm admin đâu. Nó không như admin của một cái fanpage có đâu. Cán bộ đại học. Cán bộ bên đào tạo chứ đừng nói nhân viên, mình nhân viên có cả lao công bảo vệ cũng là nhân viên nha, mình nghe kỹ nha. Những người bên làm phòng hành chính phát lương cho bọn tao với nhân sự cũng là nhân viên nha. Nên chúng mày phải nhìn cho nó rất đúng chính xác vấn đề. Phần này là phần liên quan học hành. Thì là phòng đào tạo. Nghe chưa? Cho nên khi mà mình nói đừng bao giờ nói chữ nhân viên thì chữ nhân viên nó chung chung lắm.
kể cả thầy hiệu trưởng của trường thì cũng lại là nhân viên luôn, vì được ông chủ tịch hội đồng quản trị ông mướn và bộ giáo dục phê chuẩn. Cho nên cái chữ nhân viên nó rất rộng, cho nên phải xác định chính xác ai xài và gọi đúng cái tên rồi. Nhân viên của trường đại học đâu có chỉ là cái giảng viên và sinh viên đâu, à, là giảng viên là nhân viên đâu, trời ơi, một đống bộ phận khác để hỗ trợ đấy chứ. Xoay quanh công việc đào tạo nhiều người lắm chứ, công ty ba má bạn cũng vậy mà, chia tay tổ ra rõ. Cho nên lúc này không được ghi chữ staff mà phải là nhân viên phòng đào tạo, academic staff. Đấy, cho nên cái bài toán đầu tiên mà mình giải quyết câu chuyện là phải gọi đúng tay tổ. 7-Eleven cũng vậy, nó cũng chia ra nếu bạn viết app cho ai. Cho nên bây giờ ngay cái việc mà các bạn làm ở cái đồ đề tài của các bạn phải gọi đúng tên. Còn tất nhiên trong trường hợp mình bí lỗi quá, mình không biết chính xác ai thì mình gọi chung là chữ admin. Nhưng thực ra bản chất bên trong nó chia rất nhiều admin nhỏ hơn, nhiều role nhỏ hơn. Mình không tưởng tượng được thì thôi. Thì đúng đó là vì mình đang làm một cái app mình hư cấu, mình không có khách hàng thật sự để mình nói chuyện. Còn nếu thực sự có khách hàng để nói chuyện thì chắc chắn cái chỗ này nó rõ được tên từng người theo role, chứ không theo là tên anh An Bình Cường Dũng. Cho nên làm ơn phải nhớ đừng ghi chữ chung chung admin. Trường đại học cần admin là mẹ thì admin có website của thông tin của trường thì đúng. Cái này admin mẹ vậy, cái này là cán bộ phòng đào tạo lại quyết câu chuyện và họ đóng vai admin. Chứ đừng có ngồi nhìn chữ admin một cách chung chung, không được đâu con, không được. Một cái forum thì đúng có admin thật, một cái fanpage có admin thật, có cả editor và những người ngồi chịu trách nhiệm tuyến bài cái thứ này nọ có thật, đúng. Nhưng với cái chương trình với cái việc quản lý đào tạo ở trường đại học không có admin. Admin cho website thì đúng là có website để thông báo những tin tức, admin trên cái fanpage của chính quy của nhà chính thống của nhà trường, trên Twitter của nhà trường, đúng, cái đều có. Nhưng còn đây là công việc đào tạo thì mẹ kiếp phòng đào tạo không nói nhiều, không có khái niệm trong đó có vị trí admin như thế nào, các cô giáo vụ đó, academic staff. Đấy, cho nên là bạn làm ơn nhìn giùm tôi cái này. Bên thư viện cũng vậy, thầy thư viện phải có người mà post sách thông tin lên với thầy, chứ không có người post sách lên với thư viện mà cho sập online. Có một số cái loại đọc online rồi cho phép ví dụ book sách rồi cái mượn trả sách, cần phải có admin. Admin cái đầu mày, thủ thư, librarian, đó, nó thẳng như. Tất nhiên người đó là cái người mà chịu trách nhiệm đưa thông tin sách lên hay thông tin mượn trả, nhưng họ phải là gọi là chữ thủ thư, chữ éo gọi là chữ admin. Đừng lạm dụng chữ admin trong tất cả mọi app, phải nhớ câu đó. Chữ admin phải hiểu rằng tôi có quyền quản trị, quản lý cái data để available to the end user. Cho nên nếu nói góc độ đó thì cứ bất kỳ anh chị nào phía hậu trường mà giúp cho hệ thống nó chạy mốt, chạy ngọt, chạy mượt, chạy êm ái, có nghĩa là không bị trouble bất cứ cái điều gì về góc độ dữ liệu cơ. Chứ không phải là câu chuyện quản lý server, này là câu chuyện của bên network, là chuyện khác nữa, bên physical, bên hạ tầng, infrastructure, là câu chuyện khác nữa. Tao nói trực tiếp với người xài app. Thì phải nên nhớ cái chữ admin hiểu rộng ra giùm tôi một chút xíu nha. Người có quyền để quản trị data. Cái này tao đã nói trong cái file ghi chú rồi. Và chúng mày đừng bao giờ lạm dụng và nhầm lẫn. Cái này nói hết rồi nha. Nói hết cái phần phân quyền cái thứ này nọ đấy. Các loại bao nhiêu loại user tao nói sạch trơn rồi đấy. Không đùa đâu. Rồi, đến đây coi như xong. Đặt tên cho chúng cho đúng, mình có quyền rồi. Và tất nhiên bản thân lecturer và student và academic staff và parent nếu có xài thì phải login. Như vậy nếu vẽ theo kiểu truyền thống, nếu vẽ kiểu truyền thống tôi sẽ vẽ login thì mới xài được. Bạn login thì xài cái gì mới login? Bây giờ đọc tin tức, bạn sẽ nhìn cái kiểu truyền thống này, nhìn cái kiểu truyền thống này. Sinh viên sẽ đọc tin tức, read news hay get the news, thông báo tin tức. Sinh viên sẽ làm được việc gì? Xem thông tin điểm danh. Tôi giả bộ cho vẽ những cái kiểu này. Check attendance. Không, mày đâu check attendance được. Mày chỉ có view thôi con. View the attendance. View thông tin điểm danh. Như vậy giả bộ giảng viên làm được gì? Chắc chắn giảng viên như tôi quyền cực kỳ quan trọng, điểm danh tụi bài, check attendance. Anh quyền của anh quan lắm, quan trọng là download cái sổ điểm. Nhưng tôi không upload sổ điểm được nha, điểm là bọn tôi không can thiệp được hệ thống đâu. Nên cứ yên tâm đi, điểm trường mình là cứ an tâm, không có fake, không có ai can thiệp.
giáo viên không có được chỉnh sửa sau khi điểm đã nộp cho nhà trường, và bọn tôi không được can thiệp vào điểm luôn. Cho nên đừng có nghĩ là bọn tôi dập điểm, không, bọn tôi gửi số điểm, kết quả điểm cho nhà trường, rồi kể từ đó về sau không modify. Như vậy download gọi là grade book. Nhìn cảm nhận một bài, tôi đang vẽ cái style này. Cái này giống như mình vào ATM mình rút tiền. Còn nữa nha, còn nhiều vụ khác nữa, ví dụ tạo thời khóa biểu. Cái cô giáo vụ này, nếu việc của cô là tạo thời khóa biểu, cô lại làm khác tôi. Create the gradebook. Cô đã tạo đấy, mà cô upload lên để tôi download á. Rõ ràng có luôn đấy nha. Rồi, cô ấy, ví dụ tạo thời khóa biểu, create the timetable. Tuy nhiên bên bạn lại là view và tôi cũng view timetable. Tôi làm cho vài cái để bạn hình dung cái cảm nhận. Đây là những cái what mà bạn làm hàng ngày đấy. Thì bạn biết thừa rồi, mẹ viết cái view timetable nó có cái gì bên trong. Tao đéo quan tâm thao tác gì đến đó, tao chỉ quan tâm là làm được cái gì thôi. Như vậy view the timetable. Tôi giả bộ như vậy. Và tất cả xin lỗi thầy nhé. Tất cả những công việc này em cá với thầy rằng ghim. Thầy phải login, thầy phải login, thầy phải login. À, vẽ cái này không đúng. Giữa các view cây không có nét nối kiểu này. Đó, rõ ràng, không nét nối kiểu này. Không, nét nối này phải là gì đó. Include, bởi vì xin lỗi thầy nhé, thầy muốn đọc tin tức, thầy phải login vào. Thầy phải đọc tin, xin lỗi tôi ghi. Xin lỗi thầy nhé, thầy muốn xem thời khóa biểu. Thầy không login là không được đâu nhé thầy. Thầy không làm này không được đâu nhé thầy. Thầy làm này không được đâu nhé thầy. Tất cả cái này login hết nha thầy. Vì hệ thống chúng em là yêu cầu login nha thầy. À, bây giờ cái hình con công mà đầu giờ tao có nói cho mày ấy. Đây. Anh em có đang theo kịp không ha? À? Nhớ kịp rồi. Và tất nhiên mỗi người sẽ nối vào cái phần của mình. Cách vẽ này hoàn toàn đây là một cách vẽ nha. Không có gì là sai cả. Bạn sẽ gặp cái trường phái này trên mạng. Người ta vẽ kiểu này. Không sai, nhìn khái niệm include thằng mẹ nào. Cho nó lý do tại sao người ta đẩy cái login ra trước ấy. Người ta đẩy cái login ra trước. Đơn giản login đi gái rồi mẹ kiếp bên trong chứ mày cứ thế mày xài tới đi. Ngồi nói cái này là mẹ chưa, mẹ ai cũng biết rằng login đã phải làm đi trước rồi. Để mình lưu cái biến section để xác nhận là mày đã vào rồi thì ok, sau này còn những phần sau là mày đã vào rồi thì hỏi làm béo gì. Cho đến khi mày ấn nút log out thì clear tất cả những cái ghi nhớ về mày. Oh, em đã hiểu. Có một lập trình Java web của chúng mày đóng vai trò chỗ này đó. Nên nhiều khi chúng mày lập trình cho qua mà chúng mày không hình dung câu chuyện. À, em đã hiểu chỗ này. Quá hay thưa thầy. Mày vẽ kiểu này thì mày ghép chơi login trước đi thầy. Rồi coi như là cái này không phải nói về cái lộ trình đi. Mà mình nói cái cảm nhận rằng thật ra những thằng này đều là hỏi login. Thì nó mới được phân quyền để nó làm. Như vậy chữ lecturer, chữ academic staff và cái chữ bên này nếu tiếp cận theo một góc nhìn khác. Thực ra đây là những người đã phân quyền rồi thì mới được gọi là như thế đúng không thầy? Bây giờ gọi là student trong app này thì anh ta phải được phân quyền là student. Tức là anh phải login thì mới biết được. Chứ còn đứng trước app thì em với thầy bình đẳng với nhau. Thì cách tiếp cận thứ hai ta sẽ tiếp cận kiểu khác. Nhưng mà trước khi tiếp cận kiểu khác thì bây giờ nối tiếp thế nào thưa thầy? Game association, sinh viên thì sẽ get the news. Sinh viên sẽ view timetable. Việc nào cho việc đấy nha, còn đây là include là ta cần nha. Sinh viên sẽ cần view thông tin điểm danh. Nhưng mà thầy Hoàng thì dĩ nhiên thầy Hoàng làm được việc là chắc chắn là download gradebook. Thầy Hoàng điểm danh. Nhưng thầy Hoàng cũng phải xem thời khóa biểu thì thầy Hoàng còn giảng. Như vậy thầy Hoàng vẫn nối vào đây. Chả có gì sai cả. Nhưng mà việc create gradebook không phải của thầy Hoàng mà là của bên đào tạo. Việc tạo timetable là của bên này. Họ không cần tham thông tin điểm danh nha. Họ điểm danh được dùm tôi luôn. Họ có quyền điểm danh luôn nha. Họ điểm danh luôn. Vì trong những tình huống mà giảng viên điểm danh lộn ngoài 48 giờ thì phải nhờ bên đào tạo với những bằng chứng rõ ràng hay là những câu chuyện xác thực. Đó. Thế thì cái chuyện này vẽ cái này chả có gì sai cả. Hoàn toàn đúng. Đây là một cách tiếp cận. Đây là một cách tiếp cận. Thực ra cái thời khóa biểu này nó còn nhiều thứ nữa. Còn nhiều thứ nữa. Ví dụ, tôi xin lỗi, cái này đang thả nét ghim. Undo một cái. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z là undo. Những cái nét lỡ nét sai hoặc mình đang ghim. Thế thì, liên quan đến cái việc tạo này, thì cái thời khóa biểu nó không đơn giản là tạo đâu. Nó còn phải hiệu chỉnh thời khóa biểu, còn điều chỉnh lịch học. Bạn thấy cái lịch học nó có rời. Đó, rồi có dịu bận, giảng viên bọn tôi bản thân mà nếu ai bận mà nghỉ, thì sẽ nhờ người thay thế. Người đó sub vào thì người đó điểm danh. Người đó sẽ điểm danh. Thay, cho nên lớp đó lúc đó tôi không điểm danh cái slot đó nữa mà slot đó phải nhờ người khác điểm danh mà người ta sẽ thấy đó. Cái phần đó gọi là phần
phần điều khiển thử có biểu handle. Như vậy em ghi trên mạng nó có ghi thế này: manage timetable. Đang đi nhiều trường hà phái nha, phải làm ơn theo dõi đó, manage the timetable. Và nếu manage the timetable, vậy cuối cùng tóm lại cái công việc này gồm cái con mẹ đi thưa thầy, nó chi tiết không thầy nói cho em. Trên mạng có thể nó sẽ vẽ những chuột hai lần, add note, carrot chẳng hạn, create, retrieve, update, delete. Đây là một xì tay vẽ này, không có sai cho mẹ gì hết trơn thầy, không sai gì hết trơn. Nhưng tôi đã nói rồi, xì tay xứ hai thành phố của chúng mình muốn more detail hơn để bạn nhận thức từng cái chữ này, để lát hồi bạn có mô tả cho nó rõ nghĩa, chứ không mô tả cụm cái này vẽ ghi chú này, có nghe thằng này nó gom hết cả thì mô tả rất cồng kềnh, nó rất cồng kềnh. Cho nên về mặt trực quan thì cái này nó hay cái chỗ là nó gọn, nhưng về mặt trực quan tao không biết chính xác những cái thứ đó, còn những cái điều nhỏ nhỏ không đơn thuần là crotch, nó còn có thể thêm vài cái lặt vặt khác nữa. Thì khi đó cái dạng filter chẳng hạn, thì mình lấy kê các bạn filter cho các dạng bộ lọc trên cái dữ liệu này của timetable, thì khi đó nó sẽ khiến cho mình nó không rõ nghĩa mặc dù nó gọn. Thì khi đó chúng tôi sẽ đề nghị bạn phải vẽ chi tiết hơn, và CTFU chúng tôi là vẽ chi tiết. Đấy là câu nhớ, chi tiết hơn. Tất nhiên bài toán lớn thì mình vẫn có khi lại phải vẽ theo nhiều tầng, tức là tầng 1 ta chỉ vẽ những cái manage, tầng 2 bắt đầu chạy vẽ chi tiết, được quyền luôn. Có nhiều bản use case cho một cái app, cái này nó giống như là cái bản vẽ sơ đồ thiết kế tòa nhà. Bạn nhìn cái sơ đồ to, sơ đồ chung chung đẹp đẹp, xong bắt đầu sơ đồ kết cấu lúc mà mình đi tấn công ngân hàng ấy. Nếu trong phim Mỹ bạn nhớ là muốn đi vào một cái tòa nhà mà an ninh cực kỳ chặt chẽ thì bắt đầu phải đi scan toàn bộ cái tòa nhà 3D, dựng cái mô hình 3D lên, còn nếu không thì phải hack vào trong cái công ty xây dựng để tìm được cái sơ đồ quản lý tòa nhà, rồi bắt đầu xem cột kèo mày ra sao. Đấy là cái bản vẽ chi tiết, nhưng nhìn nó không có đẹp, nhìn toàn thấy cột không à, nhìn thấy kích thước không à, nó đấy. Vậy sơ đồ UK cũng có thể đi theo 2-3 tầng, nó gọi là từ tầng tổng quát đến tầng chi tiết. Nhưng thường cái quy mô của đại học FPT chúng tôi cho những app bạn vừa đủ để vẽ trong một sơ đồ, chứ không khiến các bạn phải vẽ cực kỳ phức tạp quá. Đấy là điều lưu ý. Rồi, em đã vẽ đến đây rồi, em làm gì tiếp thầy? Cách kiểu này nhìn hoàn toàn không có gì sai, không có gì sai luôn. Và sao lại cho tôi, bạn cứ cảm nhận đi, tôi còn nhiều thứ nữa nhé. Cứ cảm nhận cho tôi đây, sao lại dưới dạng là FAP UC. Tôi đặt tên là UC, bởi vì tôi có phân biệt lớp với nhau. UC FAP chấm 357 chấm version 1. Thì tôi ghi như vậy có nghĩa là tôi lên lớp của lớp 357, thì sau này tôi còn quản lý nó đồng bộ với lớp 246. Rồi, vậy tôi có được cái sơ đồ này xong, tôi sell lại phiên bản 2. Sell AS phiên bản 2, trở thành chữ V2. Như vậy tôi đã có phiên bản cũ, và sau đây tôi sẽ làm phiên bản mới, để sau này các bạn cứ tư duy, các bạn nhìn nó sẽ tiến bộ dần theo. Đây là cách vẽ, tất nhiên chưa layout lại cho nó đẹp, nhưng bạn phải hiểu đây là một cách tiếp cận dùng include. Tất nhiên còn có extend hay không nữa, từ từ tính thầy, còn nhiều trò lắm. Nhưng mà tôi vẽ cái cơ bản là bạn hiểu là một cái cách hiệu include nó xuất hiện. Thì bây giờ cái cách hiệu include nó xuất hiện là thằng login, thằng mẹ nào chỗ này phải verify về hệ thống chúng tôi yêu cầu bạn phải login trước, các bạn muốn làm gì thì phải làm. Cho nên bây giờ tôi thì tìm cách đẩy login ra trước, giống như trong môn Java web, trong cái email. Mày không vào login vào mày đéo được đâu. Facebook thì mình có thể xem trước được, Get có thể xem trước được một số bài viết của ai đó, mặc dù không cần login, có cái URL là vào được. Nên nhưng mà xem được rất hạn chế, cũng muốn xem chi tiết là phải là login. Em nhớ rồi, Facebook vẫn được xem, không cần login. Có đúng không? Facebook không xem vẫn login được mà, xem được một số cái đúng không? Dạ đúng rồi, đúng. Ừ, mình cần cái URL, cái đường dẫn của thằng bạn này là vẫn xem được cơ bản mà, đúng không? Tao nhớ xem được ít đó. Cho nên lúc đó mình đấy, trước khi mình xài app mình phải lưu ý những cái điều nhỏ nhỏ đó. Và cái style này thì nhìn nó hơi xấu trai thôi, bây giờ mình làm đẹp hơn. Nhớ là đang phiên bản 2, và phiên bản 2 thì theo cái style tôi vẽ, bắt đầu tôi sẽ cho chỗ này là guest. Bạn đứng trước app hả? Bạn chưa xác thực đúng không? Nó sẽ quan niệm sinh viên chắc chắn là làm những việc của anh ta làm và cần phải login nè. Cho nên tôi chỉ tập trung vào những việc này thôi. Tôi đẩy login như là mặt tiền, tôi đẩy login như là phần phân quyền. Để vào đây là tôi đã được xác thực và phân quyền rồi. Như vậy guest thì chơi với login. Và sau khi anh login rồi thì anh trở thành sinh viên, anh trở thành phụ huynh, anh trở thành giảng viên và giáo vụ và đào tạo. Như vậy thì guest nối với login. Ok. Nếu login thành công thì chắc chắn bạn sẽ là sinh viên.
bạn sẽ là giảng viên, bạn sẽ là giáo vụ chuẩn cơm. Vậy hồi nãy tôi vẽ thêm cả cái logout. Logout là ai cũng nối vào nha. Logout vẽ kiểu cũ là ai cũng nối vào logout. Nối tiếp kiểu cũ ai cũng phải là, đấy là cái phiên bản cũ thì mới đúng hợp lý hơn. Rồi, ai cũng phải view profile. Profile. Ai cũng có edit profile. Chuyện này hoàn toàn không có gì sai. Cứ vẽ tiếp được cho tôi đi. Vài cái để bắt đầu nhìn thấy một cái rừng. À. Có một cái cây trong một cái rừng. À, rồi. Bỏ qua cái chuyện guest này từ từ tính. Vẫn trả lại em của ngày xưa. Xóa luôn. Vẫn đang phiên bản này, tôi sẽ giữ cái dùng phiên bản này, lỡ nó nói nốt, tôi xin lỗi là nãy nói thế này cho nó đủ cảm giác hoành tráng. Sinh viên chắc chắn sẽ có log out. Gim. Vẽ cho tôi đi, gim log out. Gim view profile, gim edit profile. Chuyện này không phải là mình cố gắng làm cho vấn đề phức tạp. Sơ đồ nó đi qua nhiều vòng, người ta gọi là vòng refine. Tức là phòng làm tinh thô lại, à, lọc lại hơn. Chắc chắn là view log out là lecturer có làm nhá. Chuyện này thật chứ không phải là bịa. View profile và edit profile, vấn đề là tôi làm biếng thay đổi cái profile của tôi, cái hình ảnh thôi, chứ nhiều bạn sinh viên đã cẩn thận thay đổi cái hình ảnh profile trong FAP là có lúc điểm danh thông tin là có gương mặt đấy. Dĩ nhiên giáo vụ cũng phải làm chứ. Chuyện này hoàn toàn hợp lý nha, không có gì phải là cố gắng thầy làm thành cái rừng đâu. Thầy không cố gắng làm cái rừng, vậy đây là câu chuyện rõ ràng, ai cũng edit profile. Trên Facebook mày cũng được, tao cũng vậy mà, ai cũng vậy mà. À. Cái này kiểu này, vẽ kiểu này không có gì sai, nhưng nó sẽ thành một cái rừng. Nó sẽ thành cái rừng, bạn kéo cỡ nào nó sẽ bị. Tôi biết rồi. Cái phiên bản này mọi người làm chung đây đó, và tôi quyết định tôi sale lại phiên bản 3 đi, vì lỡ lẽ ra phiên bản này phải gọi phiên bản 1 mới đúng nha, cho phép tôi được sale đó lại và tôi đổi phiên bản nữa để tôi từ cái rừng này thì bạn xem thử nó đỡ rừng hơn thế nào, nó phải rừng cỡ này mới đúng, vì tất cả cụm tính năng nó liên kết với nhau. Tôi sẽ sửa lại thành version 3, nhưng mà hồi sau này tôi tắt đi, tôi đổi lại phiên bản này là phiên bản 2 thôi, như vậy để mình vẫn giữ được cái mạch tư duy của mình. Phiên bản 2 và phiên bản 3 bắt đầu. Phiên bản này, dạ thưa thầy, có một cái cây trong một cái rừng, em không thích nhìn cái đống này, để làm sao thầy? Rồi, ok. Như vậy tao biết là nghề sinh viên, giảng viên và phòng đào tạo chia sẻ rất nhiều cái chung nhau. Em nghe cái mùi quen quen thầy, chia sẻ chứ không phải là cấu trúc nha, tức là có sự trùng lập lại trong việc sử dụng tính năng. Chứ không phải là tính năng này đòi cần cái thằng kia, cái câu include là nói về cái cấu trúc xử lý bên trong một chút. Cái phần mà chung xử lý tách ra, còn đây là chúng tôi cứ tính năng này hoàn toàn chúng tôi tôn trọng rồi, nhưng chúng tôi lại có cảm giác là chúng tôi bị sai trùng luôn, chứ không phải trong những tính năng này thì nó lại cần một cái module nào, hai câu chuyện khác nhau. À, cái này góc độ người dùng, chúng tôi xài trùng tính năng vì chúng tôi có chia sẻ nhiều cái role. Ví dụ tôi login vào hệ thống, tôi có quyền cập nhật avatar chẳng hạn, đại loại à, như vậy thì bây giờ ta sẽ tiếp cận theo cách mới hơn, đỡ hơn, tiếp cận theo nguyên tắc kế thừa, nguyên lý kế thừa. Những điểm giao nhau này mình sẽ tìm cách để kế thừa. Kế thừa thì sẽ giúp mình giảm ngay. Đấy là cái mẹo để giảm bớt độ phức tạp của UCase. Như vậy chỗ này tôi sẽ đặt là guest. Đấy nha, phiên bản cũ vẫn còn. Để mình nhìn thấy một cái rừng. Rồi, guest làm được cái gì thưa thầy? Guest nối với log gì? Chuyện này không bàn. Xin lỗi. Guest nối với log gì? Rồi, guest mà đã nối với log gì rồi thì có nghĩa rằng đã giống như các bạn ở ngoài trong cái virtual server web email login rồi, thì tất cả phần còn lại bên trong là cứ xài đi con. Bởi vì login xong rồi là phân quyền, thì chữ student là hàm nghĩa là đã phân quyền. Cái chữ student rõ ràng là phân biệt anh là sinh viên so với anh là giảng viên, so với anh là nhân viên giáo vụ đào tạo, rõ ràng là có sự khác biệt thì mới gọi tên. Sự khác biệt vậy gọi tên. Và trong trường thì tự nhiên đi vào cổng trường nó biết là đã phân vai mẹ rồi. Vào được cổng trường nào coi phân vai rồi, em chào thầy đứng ra ngoài đường đấy, cần chào cũng được, công dân thôi. Thế thì nếu đã có này thì cái này login rồi, cho nên ta không cần nói với login nữa. Bỏ vì bạn những tính năng đòi hỏi login thì khi tôi vào là sinh viên tôi đã login rồi. Rồi tiếp theo đỡ rồi đấy, bắt đầu thấy đỡ rồi đấy, đây là ai việc nhà đấy. Nhưng giữa cái đám này lại còn trùng nhau thưa thầy, bị logout này, view profile này, edit profile này. Cái đám này là đám trùng, người nào cũng phải làm, bởi vì ta đã có. Người nào làm riêng ta không nói. Em thấy nó cũng đỡ đấy thầy. Thầy layout lại tí là đỡ đấy. Đỡ nhưng nó vẫn chưa hay. Vì cái khái niệm trùng tính năng, tức là cùng được quyền xài tính năng giống nhau, đó là như nhau. Màn hình edit của mày với màn hình edit profile của tao giống nhau, các con đã giống nhau lắm. Nó là một thôi mà. Chỉ có điều là mỗi người thì đẩy về thông tin của cái role của mình thôi. Ok.
Nếu vậy thì thầy em thấy là cái ba cái tính năng log out, view profile và edit profile. Anh xin lỗi. Rồi, edit profile tôi cái này tôi vẽ sai nhé. Nãy nó phải là cái UK chứ. Tao vẽ sai chứ mày không nói tao. Đấy, cái này tôi xin lỗi là edit profile. Nãy tao vẽ sai mà chuyện mày không nói tao ha. Học nhòi chứ mày cơ kỳ quá, mày chơi thầy nhá. Parent cũng vậy luôn đó coi. Thì các parent mình chưa muốn nói phụ huynh vào. Cái edit profile là một tính năng nhưng không phải là actor. Nãy nói nhanh quá rồi, bắt đầu kéo thêm nghi ngờ này đó. Như vậy nó mới đúng, bắt đầu dừng rồi. Hợp lý rồi thầy. Như vậy bây giờ bạn nên nhớ là tất cả những tính năng này trùng nhau, nó hỏi phải sửa lại phiên bản 1 rồi nhà tao. Tất cả các tính năng này trùng nhau. Như vậy tính năng trùng nhau thì bạn hiểu là đặt nhân tử chung, những đứa con khác nhau nhưng có điểm chung là ba má. À, em thấy cái mùi của cái thừa đúng không thầy? Đúng rồi. Cái đám này sinh viên, giảng viên, nhân viên đào tạo và phụ huynh, một nhóm người dùng đông đảo này thực ra đều đã được phân quyền. Cho nên tôi bắt đầu theo đúng cái logic điểm chung nhau. Cái username này đặt tên, cái actor đặt tên là gì? Anh em còn nhớ không nhỉ? Ta đang dùng cái thừa đó, còn nhớ không nhỉ? Cái lúc tao giảng sai nhưng tao vẫn vẽ đúng đó, còn nhớ không? Nhớ thầy. Nhớ thầy hay nhớ cái bài đó thì nói luôn đi, nhớ thầy cái gì mà nhớ thầy. Authenticated. Đó, user. Dạ thưa thầy em có câu hỏi, hỏi mẹ nó luôn đi cho rồi. Dạ thưa thầy em có câu hỏi là gì nó nói luôn. Authenticated user, oh, bạn là dạng người dùng đã được xác thực. Vì được xác thực rồi cho nên bạn đã biến hình thành một cái phân quyền nào đó là sinh viên. Cho nên sinh viên xác thực. Rồi, generalization, ghim. Kế thừa nha, đừng nhầm lẫn nha, kế thừa nha. Qua bờ sông luôn đây thầy, kế thừa nha. Kế thừa nha. Dạ thưa thầy, một người U50 như thầy mà vẫn có thể nhìn được những cái màn hình như rừng này sao? Thế chúng mày hàng ngày đi rừng đó thì chúng mày nói cái đéo gì? À, em đã hiểu, không cãi thầy nữa. Tụi bay có biết đi rừng không? Trả lời. Đã biết thầy. Nhìn cái màn hình của thầy, nhìn nó kỳ cục bỏ mẹ được. Biết chữ kỳ cục không? Biết chữ kỳ cục không? Đã biết. Đã biết luôn. Cua kỳ cục nó xuất hiện ở đâu? Ở rừng. À, anh em sợ thầy Hoàng chưa? Trả lời. Sợ chưa? À, ông chỉ có miệng, ông đéo biết gì đâu nhá. Mày lừa được ông ấy, ông chỉ có cái miệng thôi. Gẹo thầy mày đi. Đấy không? Mày thấy không? Đường quang, đường rộng, đéo đi, tự nhiên đi vào rừng. Điên. Điên. Xa lộ Hà Nội của mình, những cái bùng binh ngay trường mình, nó rộng như thế, không đi. Những cái nhà ở rừng mà đi. Xa lộ kiến thức nó như thế này. Nhìn kinh quá thầy, bình tĩnh con. Cái nét này đấy thầy, có gì đâu. Em cầm cái sợi thun em kéo, bữa thầy nói em rồi. Đi ra này đi mày. Vớ vẩn thật. Để ngoài đây đã. Đỡ một nét. Em quẹo dưới từ được thầy, mày muốn quẹo đâu kệ mày. Sao? Cái thừa đấy đã tính. Nói đây tí đây thầy, nhìn cho nó thông thoáng tí đã, ít nhất để sinh viên. Nhìn đây mày, đó. Ủa sinh viên log out rồi thầy, nhưng log out làm mẹ gì? Xóa đi log out đi thầy, xóa view profile đi thầy, xóa. 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 Edit profile, edit làm gì thầy, xóa. Edit profile làm gì, xóa. Xóa. Cuộc đời em còn lại gì, bình tĩnh mày. Mà sao em log out được, sao em edit profile được thầy, bình tĩnh mày. Authenticated, người dùng nào tao với mày login hay ba má chúng mày login vào trong FAP, kể cả cô đào tạo login bằng máy cái xong đi ra ngoài ăn trưa cái thứ cũng phải log out chứ, ai để hoài vậy. Mà thực ra chả cần log out đâu, 30 phút là tự động out rồi. À. Như vậy cha đã có gì thì con sẽ có nấy. Vậy với vẽ kiểu này thì em cá với thầy là
nét nối đã giảm khá. Vì phàm bất kỳ người dùng nào đã login, đã được xác thực trong hệ thống, làm được tất cả những điều này, thì nếu tất cả người đó làm được này, tôi đặt ở cái gọi là cái actor cha, thì đám con thừa kế hết. Chứ vậy đám con là gì? Tôi giảng cho môn hướng đối tượng, nếu bạn chỉ nhớ một câu: tất cả những gì của cha sẽ là của con. Đó, đấy là kế thừa. Những gì của riêng con là của riêng con. Cha ngồi im đó đi, thằng con bất hiếu. Đó, nhớ cái kế thừa mà chỉ đọc cái câu của tao. Nha. Con có thể làm được tất cả những điều mà cha làm và còn hơn thế nữa. Đấy là một câu đọc thứ hai. Cha, nha, con làm được tất cả những điều cha làm và còn hơn thế nữa ở dưới. Có đúng ở ngoài trong lập trình đối tượng là vậy không? Class con có, class cha có 3 hàm. Class con có thêm 5 hàm. Tổng cộng con có 8 hàm. Vì lý do cha có cho con 3, cộng với riêng của con là 5. Nhưng mà cha éo biết con có cái gì. Ở ngoài đời có thật không thầy? Có. Tất cả tiền bạc, vốn liếng, gia sản của ba má, tương lai là cho mình và đám anh chị trong nhà. Nhưng đó, cái tài sản tạo dựng riêng của mình là của mình. Đó. Ba có cái gì, con có cái nấy. Nhưng con làm cái gì, ba éo biết được. Đó, hợp lý hoàn toàn ở ngoài đời và trong lập trình hướng đối tượng. Và trong đây mình áp dụng nguyên lý đó vào. Vậy đến đây mấy người mày đã hiểu được thế nào là is ở rồi. Cái này là không nói về cấu trúc mà nói về sự thừa hưởng nguyên con để xài, chứ không phải phân rã bên trong này có điểm chung gì nha. Nhưng nó chơi những cái gì cây này mức độ nguyên tố nó rồi. Rồi đến đây em đã thấy cảm giác nghe cũng phấn khích đấy thầy. Nó thấy rõ rồi. Như vậy, vậy thì sinh viên bây giờ lúc mình layout được rồi. Tất nhiên sinh viên với giảng viên vẫn có phần chung thì vẫn phải chịu thôi, chứ không thể nói là không hết, không thể nói là hết được nét cắt nha. Nhưng mà rõ ràng mình vẽ kiểu này thì mình biết thừa sinh viên là lề cụm thông tin này. Quá rõ luôn. Sinh viên gồm như này. Đây là giảng viên hay là phòng đào tạo. Không chơi trò carrot. Không. Không chơi, tức là cách của giang hồ thôi chứ không phải là cách sai. Cái này nhìn nó xéo xéo quá thầy, em thích vuông thành sắc cạnh. Ngay sắc cạnh mình kéo xuống thôi. Chuyện này bạn tự lo. Như vậy bây giờ đến đây, bắt đầu em layout tí tiếp thầy. Giáo viên, giảng viên. Thì bây giờ làm sao cho nó hợp lý, nhìn cái nét cong nó đỡ xấu xí tí, tương đối. Rồi, thế thì attendance. Như vậy cái phần có vẫn có phần hai người xài chung. Nhưng mình không thể đọc cái câu là giảng viên là nhân viên giáo vụ là nhân viên là giảng viên. Không đọc câu đó nha, vì câu này nghe nó vô lý. Cái role nó khác nhau mà. Như vậy tôi sẽ layout lại tí xíu. Nếu cái điểm là cái phần nào chung thì tôi viết khéo khéo xuống tí. À cái này đâu xóa đi thầy, log out đâu cần nữa. Xóa view profile, xóa vì lý do ủa cha làm được thì con mắc mớ gì. Phải vẽ lại cái câu đó. Đó, kế thừa. Như vậy khá đẹp rồi đấy. Như vậy đây là điểm chung giữa giảng viên và nhân viên giáo vụ là có cái phần này. Còn đây là timetable là giảng viên và sinh viên cùng xài. Dù sao vẫn sơ đồ đó, nhưng chúng mày nhìn thấy độ đẹp trai hơn chưa? Thưa giang hồ, trả lại. Cho nên ta đang đi theo cái tư duy từ ban đầu nhá, là tư duy rối nồi không sao cả, vì nó là tư duy liệt kê đã, rồi sau đó mới đến tư duy tối ưu. Cho nên đứa nào mà đã quen thì tối ưu luôn, còn đứa nào mà chưa quen thì cứ nói là phải tư duy liệt kê, rồi sau đó là vào tư duy tối ưu. Đấy, đây là điều mà tôi muốn chia sẻ các bạn với cái kinh nghiệm để vẽ. Cứ vẽ thành cái rừng, sau đó bắt đầu tìm điểm chung, tìm insert, tìm include, tìm extend sau. Đừng suy nghĩ ngay từ đầu, mình đừng vào cái tiểu tiết trước đã. Mình sẽ phải có cái tổng thể xong, bắt đầu mình mới refine lại nó, tức là tối ưu lại nó, làm cho nó đẹp hơn. Mặc dù có khả năng vẫn có nét cắt, chấp nhận, vẫn phải có cái chấp nhận, chứ không bao giờ là được đâu. Rồi, chỗ manage thì chỗ này tôi không chịu. Ít nhất theo xì tai mà ba đời này của đại học FPT chúng tôi, chứ không phải là sai đúng ở đây nha, mà đây là xì tai ba đời. Như vậy thì bạn, nếu trên mạng chỗ này là các manage thì tôi không nói, tôi nói là các style thôi. Vậy thì bây giờ chỗ này tôi sẽ vẽ tiếp tục, tôi chi tiết more detail. Một cái, hai cái, xin lỗi, mình cứ nghĩ mình đang ghi grid. Bao nhiêu cái tùy bạn, bạn muốn được more detail cỡ nào. Rồi, tiếp tục. Timetable, create. Thứ hai, edit, điều chỉnh. Edit bao gồm rời lịch, điều chỉnh giảng viên, nha, đụng giờ để
loại vậy. Đến thứ ba, có một lớp đã mở hôm bữa cho đăng ký nhưng mà cuối cùng lại phải hủy, remove the timetable. Edit bên này, còn cái nào nữa hay không? Ví dụ, tùy ngữ cảnh, có thể chỗ này bạn là search, vì em từ nãy giờ em chả thấy thầy có search mẹ thì cái timetable. Có cái timetable chứ, mà cái chữ search thì cái view nó xài chung ở đây. Nhưng mà view timetable thì trong cái khả năng ở đây có thầy có cả phần search timetable nữa chừng. Phải có chứ, search thử khóa biểu của mẫu thầy nào đó, search timetable. Cái chỗ này, trên mạng thì người ta sẽ vẽ tất cả những cái này, người ta gom và người ta nói là nó có cái khái niệm kế thừa. Cho nên Gradebook là tôi để dưới đây, tôi sẽ để cái manage ở đây. Bạn biết thừa tôi đang layout lại. Và tôi sẽ vẽ kiểu này, generalization. Nào, create timetable là một cái, edit timetable là một cái, remove timetable một cái, và kể cả view cũng là một dạng, và kể cả search cũng là một dạng, đều được hình dung như vậy. Vì search cũng là một dạng của manage, mày tìm kiếm cho tao cái coi. Đó, mày tìm kiếm cho tao. Nhưng mà trong tình huống này bạn có thể hình dung cái search này nó cũng đã có rất nhiều cách vẽ nha, cách tiếp cận. Có rất nhiều cách tiếp cận chứ tôi đang nói là nhiều lắm. Không thể bị hết được các trường hợp được, có thể cover hết các trường hợp. Vậy chứ search xong thì mình view có được không? Cách tiếp cận này cũng vẫn được luôn nha thầy. Em không share cho view trực tiếp mà thêm muốn view thì bản chất phải nó đi qua. Và thực tế một điều cả remove và edit cũng có thể là phải đi qua con đường search. Nhưng thường search mình sẽ là xong là mình view luôn. Tức là mình có khả năng thêm tính năng view. Thì kéo theo tức là cái sự mở rộng. Thì lúc này tôi chọn chữ extend, tôi chọn extend, tôi cắm vào đây. Thì đây cũng là một cách tiếp cận, cũng không có gì sai cả. Và cái note tôi ghi đỡ, tôi ghi đỡ cái chữ condition, hay là gọi extension point, ghi tắt luôn cũng được. Extension point, click on. Cái này được ghi tắt nha, nó bao gồm là click on cái gì, tức là nó phải tách hai phần là condition với extension point. Nhưng mình có thể ghi luôn gồm, cũng nếu muốn cũng không sao. Click on the view timetable thì phải tắt hyperlink, hai button. Nhưng mà vuông cái này để hiểu rằng là đây là một nút bấm. Đó. Thì cái chuyện này cũng là một cách tiếp cận. Vì mình không hàm ý về mặt logic đâu, nhưng mà hàm ý cũng một cái sự là không hàm ý về cái gọi là cái flow đi, mà nó hàm ý một cái logic xử lý, một cái tiện ích tăng lên khi bạn search xong thì bạn view. Còn nếu nhìn góc độ quản lý chung thôi, general thôi, thì cái việc view cũng là một cái thao tác của quyền quản trị, việc search cũng là thao tác quản trị. Thì bạn nối thẳng cái này vào đây thì cũng chả có gì sai luôn. Bởi vì quan trọng nhất là liệt kê được các tính năng, rồi sau đó sự phối trộn giữa các tính năng là gì thì cũng có thể tốt luôn. Mọi người có đang theo kịp cách tôi nói không ạ? Nó còn nhiều cách vẽ nào ấy. Nhưng mà cái hình dung cơ bản đây là quan trọng nhất là liệt kê được các tính năng. Và còn nữa nha, bài FAP còn nữa chứ không phải là đâu, nhưng mà mình hiểu cái đến cơ bản ở đây. Và tiếp tục thưa thầy, đến chỗ này, view và edit, em nhớ cái bài ngày hôm bữa của thầy. Em xóa cái này đi được không thầy? Được. Nếu em tiếp cận cách này không có sai, tức là liệt kê tính năng. Nhưng cách tiếp cận thứ hai có liên kết một chút xíu thôi thầy. Và chỗ này em sẽ vẽ lại extend thì cũng ok luôn, không ai chửi các bạn. Tôi đã nói rồi, với góc độ của một người mình thiết kế, mình cũng cần phải có cái nhìn linh hoạt ngay trong cả cái sơ đồ này, miễn là liệt kê được các requirement, những cái tính năng mà người dùng chắc chắn sẽ cần và để trải nghiệm. Còn cái sự liên kết này, nếu vẽ thì vẽ đúng nguyên tắc, chứ còn đừng vẽ sai nguyên tắc thôi, chứ còn nó không có một đáp án chung cho một cái sơ đồ. Cái đấy tôi nói trước luôn, không phải tôi lươn lẹo đâu. Phàm về thiết kế cũng vậy. Ngôi trường của mình thì nhiều người nói rằng là ngôi trường nhìn như trong cái rừng đẹp, về mặt không gian để gọi là câu view, hay là để gọi là ảnh tự sướng, hay là lên dựng clip thì cái không gian trường mình đẹp. Nhưng mà một số người nói là công năng sử dụng nó ít quá, vì lý do là xây kiểu đó mà xây hình hộp chữ nhật ấy, thì những cái không gian khoảng mà lại của hình xéo xéo của cái cầu thang là tận dụng được khối phòng thêm nữa. Cho nên nếu mà nhìn theo công năng sử dụng nhiều phòng thì cái kiểu nhà trường mình đang xây ngoài kia là nó không đủ nhiều phòng. Nhưng mà nếu nhìn gọi là check in sống ảo thì nó có cái không gian đẹp đấy, lạ hơn hẳn. Đó, thì bây giờ vấn đề là bạn nói là khi nói về thiết kế, khi nói về đồ họa, khi nói vẽ thì nó lại thuộc những cái cảm nhận cá nhân riêng. Trên cùng một bài toán, bây giờ bảo tôi vẽ và thầy cô khác vẽ và chính các bạn vẽ cùng bài này sẽ có đến n cách khác nhau, miễn đừng vi phạm nguyên tắc là được.
Mọi người theo kịp ý tưởng tôi truyền đạt chưa ạ? Dạ kịp thế ơi. Rồi. Trong một số tình huống, trong một số tình huống, đây là tùy nha, tôi nói tới cái chữ tùy của nó kinh hoàng lắm. Trong một số tình huống, bạn vẽ kiểu này không ai cấm luôn. Tùy. Login. Tôi sẽ vẽ tiếp. Tùy. Tùy nha, tôi đang nói phải chữ tùy là tôi nói là có rất nhiều cách nhìn chi tiết hay không nhìn chi tiết. Nó giống như cái ví Momo hồi nãy. Nó giống như cái ví Momo hồi nãy. À, và đặc biệt cái bài này của mình lại không có nút bấm register nha. App, cho nên tùy loại app luôn. Facebook thì tôi cá với bạn guest phải có thêm nút bấm register. Nhưng mà bài app FA của trường mình không. App này dành cho sinh viên của trường tôi. Bạn sẽ được cấp bậc cao. Password bạn sẽ được tự động đổi, bạn sẽ được lời mời để đổi password mặc định 1 2 3 4 5 6. Thế thôi. Chứ còn bạn không có khái niệm được tạo account trong hệ thống chúng tôi. Chúng tôi là nhà trường sẽ tạo cho bạn. Tức là bên phòng đào tạo sẽ có chỗ là import danh sách sinh viên và generate password, generate account. Thì đấy là cái vế mà tôi chưa thèm nói này, cái vế quản trị nữa. Nha. Nhưng không phải là admin, họ là toàn phòng đào tạo hết, vì họ chịu nhiệm quản lý sinh viên. Nhưng họ chính là những cái người này đang đóng vai trò là admin bà rồi. Vì không có cái người tạo timetable thì đố tao với mày xem mà ngồi check điểm danh được. Đó. Và họ làm phân công thôi. Chứ họ chính là admin đấy. Cho nên nhìn chữ admin rộng nhất cho tôi một tí. Nha. Creating and manage the data. Đó, để nó biến nó thành available to end user. Thế thì cái chỗ login này lại có một cách tiếp cận khác. Để điều này không có gì sai. Và để kiểu này cũng không có gì sai. Tùy cách tiếp cận. Gmail. Login by Gmail. Không được ghi chữ Gmail ở đây nha. Thế nào ghi chữ Gmail tao đánh đấy. Bởi vì nó phải là động từ. Login by Facebook. Login by account của chính hệ thống chúng ta. Có nhiều cái app nó mới yêu cầu mình tạo account riêng. Như vậy. Log out. À, login. Thế sẽ là. Bài. Đấy, bạn giả sử bạn còn cái gì. Nhưng đối với FAP của trường mình thì không có login bằng Gmail. À, bằng Facebook. Mà login bằng cái account Gmail của trường mình tạo ra. Đó là. Ví dụ như giả sử FAP account. Cho nên trong cái môn mà Java web của các bạn ấy, thì là login bằng cái account của system của bạn. Tôi ghi thế này có nghĩa là bằng FAP account. Tức là bạn muốn thì bạn phải tự đăng ký member. Nếu có cái câu này thì nó sẽ phải là register ở đây. Thì sau đó mới login bằng cái này được. Cho nên là một lần nữa tôi nhắc lại, tùy loại app. Nhưng mà cái môn Java web các bạn đang làm, phần login nó chính là cái này. Login bằng cái account của hệ thống, chứ mình chưa học cách kết nối với Gmail chẳng hạn. Và lúc này vậy câu này thì mối quan hệ giữa những thằng này với nhau, nó là mối quan hệ gì? Include, extend hay generalization? Anh em cho câu đoán. Include hay extend hay generalization? Include hay extend hay generalization? Trả lời. Extend hay. Rồi, trên bảng tao vẽ include. Thấy chưa? Mọi người thấy include chưa? Mọi người thấy chưa? Đồng ý hay không đồng ý? Trả lời. Dạ không đồng ý. Tại sao không đồng ý? Em. Tại sao không đồng ý? Téo quan tâm em là đứa nào? Dạ tại vì cái include là nó ràng buộc lại là hai cái space nó phải chạy song song nhau trong một thời gian, mà login này nó có nhiều chức năng nên nó là extend. Không phải nói nhiều chức năng, nó là sự lựa chọn. Đúng mà bây giờ mày bị chơi include rồi, mỗi lần mày login muốn thành công quá mày phải login bằng cả ba cái cho mới cho mày vào. Má thiệt tình. Nghe thấy vô lý chưa? Hiểu chữ include là gì chưa? Đời anh không thể thiếu em, câu đó cũng lại bản anh nghe chứ không thể thiếu, nhưng câu đó vẫn là extend không bữa. Mẹ kiếp include là đọc từ đấy, từ gốc đúng rồi. Nhưng mà nếu đọc từ đây, nếu mẹ để hoàn tất thằng này, ba thằng kia phải hoàn tất vào dùm tao. Tao đã nói đâu bữa rồi, include nghĩa là vậy mà. Để hoàn tất thằng này không thể thiếu, mà chữ include đến cả ba, mẹ thiếu thiết đéo là được ba thằng này. Như vậy, mày muốn vào hệ thống của tao, mẹ kiếp mày phải login được cả ba cái luôn. Tao mới cho mày vào, nghe nó thấy bullshit mẹ rồi. Hiểu chưa, include là gì chưa? Cái này giống như mình import ba cái thư viện, nó thiếu mẹ một cái là làm sao cho mình compile app. Hôm bữa tao đã giảng include là nó giống như import của bên Java, mày import trên cái danh sách đầu của code của mày một đống các thư viện. Thiếu một thằng đéo cho. Hiểu include nó giống như import chưa? Trả lời.
Alo, tắt mic đây. Cô nào tắt mic đây. Mọi người có theo kịp đến đây không ạ? Dạ kịp đây. Chúng mày làm cái gì chúng mày cũng phải nhớ trong đầu cái lý thuyết, mẹ kiếp không thì vẽ sai. Nhìn đồ án, ôi trời, nhìn cái sơ đồ chúng nó hoành tráng quá, chắc cho ông thầy cho điểm 10. 10 cái đầu chúng mày. Má, ba câu lệnh là ba câu lệnh import. Mà nếu ba câu lệnh import có nghĩa là muốn chạy được thằng này, muốn compile thằng này, mẹ kiếp không được thiếu quả ba. Nghe nó bullshit mẹ rồi. Nha, còn hồi nãy em đâu đầu vào một cái, thưa thầy, không đâu đầu vào cái đó phải hiểu nó là gì. Tất cả một trong những tính năng này khi sử dụng cần phải gọi đến thằng kia. Con đúng má kiểu cái này nó có từ tao, tôi cần đến ba thằng mày lắm luôn, giúp tôi vào cuộc đời tao. Vớ vẩn. Cho nên include là sai. À, thấy chưa? Không phải muốn vẽ vẽ, phải hiểu cái logic câu chuyện tao giải thích. Giải thích được đời anh không thể thiếu em. Câu đó nghe vậy nhưng cuối cùng nó đéo phải là sự đặc biệt phụ thuộc. Thấy không? Đừng chết từ câu chữ mà phải hiểu cái logic vấn đề. Extend thế này. Thầy đừng có la chúng em làm em sợ, sau này em không dám nói. Nói thì phải hiểu có kiến thức mới được nói. Còn không thì bây giờ thì tập nói dần bằng cách học. Rồi, xong. Ba cái extend. Rồi. Nếu vẽ kiểu này thì đọc thế nào? Trả lời. Vẽ kiểu này thì đọc thế nào? Muốn login phải chọn một trong ba này. Đéo phải. Câu đéo phải. Thì nó kỳ quá à. Excel đọc như thế nào? Có, không có cũng được. Có cũng được. Cậu vào cho vui thôi. Bây giờ ba thằng đéo vào thì cũng login sao? À đâu. Login có thể xong mà đéo cần ba thằng này. Vì đó là nguyên tắc của extend, là thằng này nó xong mà không cần thằng kia phụ thêm cho nó vui thôi. Học rồi. Ăn cơm chính cần đéo quan tâm cơm thêm. Bình thường mình đi ăn mình chỉ ăn vậy thôi. Bữa nào mình hỏi chị còn chủ quán có cơm thêm không ạ? Ở đây có bán không? Ở đó mình hỏi thêm cơ mà. Không có thôi thì mình chả cần hỏi. Cho nên bản chất thằng chính này xong mà đéo cần mấy thằng kia. Thằng kia phụ thêm thôi cơ mà. Ủa tao view cái email, tao view tao cần đéo quan tâm cái mail, hộp mail tao đầy thì cái bà tao chứ không xóa thôi chứ mắc mớ chó gì đâu. Tao chả cần quan tâm cái xóa, tính năng xóa nữa cơ mà. Cho nên cái tính năng extend là tính năng hoàn toàn không có một chút xíu nào bắt buộc ràng buộc chặt chẽ. Nó chỉ đơn giản là tiện lợi để làm thêm cái gì đó thôi. Mày sợ xong rồi đấy. Việc nhiệm vụ của mày gõ cái keyword ahihi hay chị Phương Hằng, mày gõ vào Google mới thông minh họa rồi. Gõ cái xong mày đéo kích link thôi. Click thôi. Sợp đã xong. Cho nên nếu vẽ kiểu này có nghĩa là login đã xong mà đéo cần ba thằng này. Vì cái extend là thích thì gọi thích thôi. Chết mẹ mày kiếp không có mồm mà làm một trong ba cái này làm sao mày login. Alo, có theo kịp được không ạ? Trả lời. Đã kịp rồi. Cũng giống như cái ví Momo hồi nãy mẹ kiếp bị thanh toán bằng một hai loại ví này thôi. Mày đéo thanh toán bằng một hai ví này sao gọi thanh toán online. Hệ thống tao chỉ hỗ trợ hai. Cho nên chọn một trong hai đéo nó nhiều. Ăn đủ. Cái này là một trong ba mày không làm tao đập mới chết. Làm sao login? Ủa câu đó là câu sao thầy? Hãy nhìn nhận cả ba cái này đều là hình thức xác thực. Nghe chữ đều là nghĩa là gì? Học chưa? Nó đều là một hình thức. Là một. Là một dạng. Chiều nay làm ơn đi dự thính slot 3 và slot 4 và slot 5. Tao giảng về kế thừa trong lập trình hướng đối tượng. Bài ngày hôm qua tao mồi. Còn hôm nay là chính thức tao đi vào chữ extensa của bên Java. Và nó phải là thế này chứ. Má mày, mày là một trong những. Mày là một dạng login. Bằng Facebook cũng được gọi là login. Bằng FAP account cũng là login. Nhưng mà bằng Gmail cũng là gọi login. Là một trong những. Alo, có hiểu không? Dạ hiểu. Thấm và sợ chưa? Trả lời. Chúng mày đừng học với cái tâm thế chỉ nghe thôi. Vẽ thôi, nghĩ là tao biết vẽ rồi. Đéo phải. Cái logic phía sau của nó còn nữa đấy còn ạ. Cho nên tao thêm cái bài này để chúng mày có một cái góc nhìn, tránh bị sai sót. Cho nên luôn luôn phải biết là kế thừa phải đọc được câu đó. Còn extend là mày phải nhớ cái câu mẹ tao xong tao đéo cần mày. Gọi mày cho vui thôi. Thích thì gọi thích thôi. Như vậy nếu login thành công thì mà đéo cần gọi ba thằng này. Ủa, một trong ba thằng này mới thành login thầy.
Và một trong ba thằng này có phải là login không? Đúng rồi thầy. Thì mẹ cái chữ là một thằng này đã kết thường cái nó là một dạng phân loại phân nhóm. Ba thằng này đều dù màn hình khác nhau cỡ con mẹ nào những đều là phân nhóm login. Chứ phân nhóm có nghĩa là nói về kế thừa. Phải gom về rồi. Alo, theo kịp không các đàn em thân yêu? Dạ kịp. Lệ phí đổi ngành 2.350.000. Ta chỉ nói vậy thôi. Cuộc đời chưa bao giờ là dễ cho bất cứ ngành nghề nào. Cho nên nếu trận cầu tối hôm qua Nga thắng Nga thua hay gì đó, nếu mình yêu nước Nga, yêu nước Bồ Đào Nha, họ thắng mình chả giải quyết câu chuyện đéo gì việc học hành của mình. Nói vậy không có nghĩa là mình không yêu thể thao nhé. Việc nào ra việc đó. Thức đêm cho một cái câu chuyện mà nếu mẹ nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc học, tốt nhất tao phải suy nghĩ lại. Còn tối ngày mai tôi thứ sáu, ok, cho relax một đêm, thức đến sáng để coi, ok. Hiểu chưa đám đàn ông con trai? Tao hiểu. Tao đang nói về việc đặt độ ưu tiên, chứ tao không bảo chúng mày là không được quyền coi bóng đá. Nhưng tao bảo là đặt độ ưu tiên. Thế thôi. Mình sướng cái trận cầu đó, mình lo bỏ mẹ cái chuyện học thì được cái gì? Vì cái việc này nó sát sườn với mình. Hơn là các anh chàng ở trời Tây R7 đạt cái kỷ lục là người được ghi được 10 bàn thắng đầu tiên duy nhất của Euro chẳng hạn trong lịch sử tồn tại trước giờ. Có đúng không? Nghe có vẻ thầy Hoàng cũng bắt trend, cũng xem bóng đá đúng không? Có không? Nó có xem không? Trả lời. Nghe thì thầy cũng quan tâm. Có lắm. Tao chỉ sáng ngủ dậy tao đọc kết quả thôi, tao cũng chém với chúng mày được mà. Nên có nên tin là thầy Hoàng có coi bóng đá thức đêm hay là thầy Hoàng đọc báo là thầy Hoàng chém gió? Trả lời. Thầy đọc báo. Rồi cuối cùng bây giờ thì chúng mày chém với tao cái trận cầu đó, cái bóng đá đó đủ hay rồi, xong cuối cùng bây giờ túm lại làm gì tiếp? Dạ thế thầy phải cố thế để lại sập mặt. Đúng má đấy, cái việc chính là việc này nè. Sướng được cái cậu nó nói được cả ngày cái câu chuyện bóng đá rồi sao nữa? Dạ thưa thầy, hôm nay là cuối tuần thứ 7, thứ 6 rồi, còn 2 tuần nữa là em thi practical môn Java web chẳng hạn. Chết con mẹ mình rồi. Ronaldo ơi, về đây cứu em, cho em xin tí tiền đô la, tiền lẻ, một tháng năm mấy chục triệu đô doanh thu của bác ấy, đã cho em tí tiền, đóng tiền học lại. Chết con mẹ mình rồi. Ronaldo thấy không? Trả lời, mình lên web fanpage của Ronaldo đi. Thầy Hoàng gay gắt bóng đá quá. Không phải, việc quan trọng phải ưu tiên trước. Thế thôi. Thấm không anh em? À, ta nói thiệt, một sấp mặt môn Java web ngồi mình nổi má bóng đá. Ơi, xin lỗi thầy, nãy em bị gớt mạng xong vô cái nghe thầy la vậy thầy. Ok mày anh thôi. Em bỏ lỡ gì vậy? Em bỏ lỡ cái mày mày cho tối mày xem lại video của tao up lên có cho. Mà mạng nhà mày mà rớt mạng cũng tương đương ở ngoài đời, nói chứ mất mạng thì chết mẹ rồi, thôi nói em đéo. Thắp nhánh nhang tưởng nhớ thôi. Anh em đi đâu đó về, nhớ thắp cho nó một nén nhang. Tội nghiệp quá đi. Nghe cái câu quen quen trên Facebook mà cái đợt bị spam không? Có nghe quen không? Quen rồi. Ai là người quen của thằng cu ấy, làm ơn ghé lại thắp cho hắn một nén nhang. Nghe quen không? Sao mày đi vội vàng thế, mới hôm nào mình còn. Nghe quen không? Nhưng bọn nó không biết điều đó luôn ấy. Có không? Mấy cái đó là như là hack Facebook luôn này. Không phải. Còn vài đó sẽ lấy trên mạng. Nó spam này dành cho việc cái bán hàng như này nọ mọi thứ ấy mà coi. Mình tò mò mình kích vào cái đường link bán hàng, link quảng cáo đồ đạc thế mà. Hiểu chưa con? Có đúng không? Chúng nó cũng chả quan tâm đâu. Thôi, chữ nhiêu đó đủ rồi. Đến đây, chỗ này mình phải nhớ cái tao giảng chỗ này là phải đọc được cái câu chính xác, chứ không phải đơn giản là vẽ nghe thấy hoành tráng là thầy cho qua môn nhé. Đéo phải, mẹ kiếp sai logic một bố đập. Thế thôi. Của Excel là đọc từ mỗi số luôn thầy. Má hỏi nữa là tao chửi thề đấy. Không, em biết là tao chửi. Hỏi nữa là tao chửi thề đấy. Tao giảng rồi, tao có ghi video rồi, cái chỗ nốt đó tao có ghi nốt rồi. Tao có ghi hết rồi. Tên đọc từ mũi nhọn lên. Tao đéo nói.
đọc mũi nhọn, nhưng mà nếu vấn đề hiểu logic hồi nãy sai bét nhè, cái chỗ này ten đã sai mẹ cả logic chứ không phải đọc. Cách vẽ này của các bạn muốn vẽ thì vẽ, không vẽ không sao cả, thì trong đây nó sẽ phải mô tả cả ba việc này. Lưu ý điều đó, nó sẽ phải mô tả cả ba việc này. Và nói chung một cái UK diagram nhiều đây, nếu em không vẽ ba cái này, thưa thầy, nếu em không vẽ ba cái này không sai, nhưng mà hệ thống cần phải nói rằng có ba cách để hỗ trợ. Vậy thì nếu bạn vẽ thì nó rõ, nhưng nếu bạn không vẽ thì nó không rõ. Vậy thì làm sao để cho nó rõ? Thì em vẽ không, vẫn có một cái giải pháp không vẽ, không vẽ kiểu này nhưng mà lại vẫn rõ được, tức là không vẽ kiểu này luôn mà vẫn rõ được. Thì cách đó là cách nào? Tức là với mỗi use case nó chỉ nói cái mục tiêu chứ nó không nói về cái how, cái step. Cho nên bây giờ tôi sẽ đi vào một kiến thức mới, cái use case diagram, mỗi cái sơ đồ này, mỗi cái use case, cả cái này mới gọi là cái diagram, và mỗi cái này gọi là một cái use case, một tình huống, một chức năng, một cái what, một cái target, một cái goal. Thì mỗi cái này sẽ cần phải có một cái tài liệu mô tả, người ta gọi là cái phiếu mô tả. Mà sau đây là tao sẽ đi vào cái phần tiếp theo, kiến thức tiếp theo cuối cùng nha, vừa thêm một cái bài để lấy kinh nghiệm. UK description hay UK specification, đây là tài liệu mô tả chi tiết và cận cảnh cho một UK. Đó. Tài liệu hay là cái phiếu hay là cái form, muốn dùng cái chữ nào là cái biểu mẫu nha, một cái biểu mẫu mô tả cận cảnh. Cận cảnh giống như cái chế độ chụp macro á, macro tao gõ theo ngôn ngữ đời thường, macro là chế độ chụp cận cảnh với cả soi sát và các object các bạn nha, hay gọi là specification đều được. Là này, tài liệu phiếu mô tả cận cảnh cái chi tiết hành xử bên trong của một cái UK. Anh nói chính là cái phần how. Còn cái UK bản thân, cái UK nó chính là cái phần what, target, goal, mục tiêu, cái target, cái what. Còn cái how, tao muốn đi Phú Quốc quá đi, thôi tao đi Phú Quốc mày ơi, tao tính đi Phú Quốc chơi. Cái đấy người ta gọi là what, mục tiêu. Mày đi bằng cách nào, phương tiện nào, mày nói tao nghe, kể cái hành trình thôi. À đó, bắt đầu là cái how. Bây giờ mình phải nói thêm. Vậy thì tại sao lại cần phải thêm cái này? Lý do. Lý do cần phải có cái tài liệu này. Cần cái UCD nhé, tôi biết tắt cái UCD, UK description. Là vì cái UK đó, cái tên gọi đó, nó đủ tổng quát. Nó đủ tổng quát để hiểu. Để hiểu rằng người dùng sẽ đạt được điều gì. Sẽ đạt được điều gì khi xài phần mềm. Đạt được cái gì khi xài phần mềm. Nhưng mà nó lại tổng quát quá. Nhưng mà điều đó thì tốt cho khách hàng, tốt cho người dùng hiểu. Nhưng mà nó lại thiếu một cái tính gọi là chi tiết để có thể hiện thực hóa hơn. Nhưng mà nó lại thiếu một chút xíu. Thiếu chút chi tiết. Để biết cách hiện thực. Hiện thực tức là triển khai. Hiện thực hay là cài đặt. Nếu thầy chỉ nói chuyện login. Thì cuối cùng người ta sẽ hỏi câu login. Nhưng mà login bằng cách nào? Ví dụ có thể login nó tiện lợi hơn. Hay là login bằng cái phải tạo account, phải thông tin member thế nào. Rồi password có captcha hay không. À được, cái chuyện nó phức tạp quá. Thôi mình chắc chắn nó có login, ở tao biết rồi, nhưng mà login bây giờ cài thế nào? Trên dev nó cần phải cài thế nào rõ ràng hơn tí. Rồi khách hàng người ta có cảm nhận được điều nó có tiện dụng không? Nếu login bằng vân tay nữa, chết mẹ mình. Khó à nha. Phải nói cái câu đó để người ta cảm nhận sau này về cái góc độ là cài đặt. À, như vậy tốt cho người dùng hiểu, nhưng mà thiếu chút ít thông tin chi tiết để biết cách hiện thực và cài đặt. Và chưa kể nó tổng quát quá. Nó tổng quát quá. Thì sau này dân QC, QC tức là dân tester, là không biết test app thế nào, không biết cách test app, test cái tính năng, thì không biết thế nào là đúng, thế nào đủ, sao biết là đúng, là đủ, đó. Thì không thể nói được, test thế nào, test login, test sao, có captcha hay không, sai ba lần có nên yêu cầu nhập lại hay không, hay là khóa hệ thống, đó là những cái chuyện đó là phải nói rõ thêm, chỉ cần biết là xác thực là xác thực thôi. Vậy thường cái vẽ này, thường cái vẽ này đa phần là nói theo con đường happy. Go thường là nói về cái gọi là cái happy case. Case. À, tức là con đường thành công, cái tình huống lý tưởng. Tình huống lý tưởng.
tình huống lý tưởng. Tức là khi tao vẽ cái login là mày hiểu rằng chắc chắn mày vào được. Khi tao nói view profile mày update chắc chắn là được. Đó. Khi tao get the news luôn luôn có tin tức đầy đủ. Khi thông tin điểm danh thì giả bộ điểm danh coi như ngon lành, đéo có gì sai. Nó đại loại vậy. Tức là luôn luôn là làm được một cái điều gì đó thì gọi là có được happy face. Nhưng nó ngoài ra nó còn tình huống ngoại lệ nữa. Nhưng ngoài ra nó còn rất nhiều điều đặc biệt nữa. Nó còn những tình huống khác khi mà bắt đầu xài tính năng, những thứ khác, những tình huống khi xài tính năng thì cũng cần phải được liệt kê ra. Đấy là cái câu chuyện mà tôi đang mồi. Ví dụ những tình huống thế nào? Ví dụ khi sắp xếp theo khóa biểu, chắc chắn là phải có được theo khóa biểu. Cái tính năng gọi là create timetable, the timetable. Tính năng này chắc chắn là hy vọng kết quả cuối cùng là có được cái table, có được cái thời khóa biểu cho sinh viên xem, có SV cho giảng viên xem. Chuyện này rõ ràng là tình huống thành công. Wow, nhưng mà trong quá trình hành trình nó có cái việc xung đột thời khóa biểu, xung đột về thời gian dạy, xung đột thời gian học. Có bạn sinh viên bạn bị đụng đó, rồi thời gian dạy. Đụng lớp thì sao? Rồi đụng phòng thì sao? Bộ này mình không nên nói, phải nói, phải ưu tiên thuật toán sắp xếp thế nào, giảng viên là tối ưu như thế nào về thời gian, sinh viên tối ưu về việc học sáng hay chiều thôi, gói gọn chứ đừng chơi xé lẻ học slot 1 xong học slot 6, em muốn đem xăng đốt trường quá. Đó, những cái câu đó là những cái phần mà cái tình huống nó không phải là happy case, tình lý tưởng thì phải liệt kê ra. Vậy phải theo thuật toán nào? Nguyên tắc là lớp full trước, rồi sau đó bắt đầu mới lủng sau. Hay chơi lộn luôn, cứ miễn là first come first serve, cái việc ưu tiên chọn phòng và chọn kia là phù hợp trước đã. Như vậy có khả năng sinh viên học lớp 4 xong bắt đầu nó chạy xuống lớp 1 ở bên dãy đằng kia, chết mẹ luôn, cái chuyện đó nó có hết luôn. Những cái trò này tôi gọi là những cái xử lý bên trong thì phải nói ra, chứ còn không thì bây giờ biết sắp sao. Đến đây mọi người đã hình dung. Ví dụ như tình huống là tích điểm khách hàng tạo mới đơn hàng, trong tình huống tạo mới đơn hàng cũng vậy. Create an order. Cuối cùng chắc chắn là được cái bill để tính tiền. Kết quả cuối cùng phải luôn luôn có go là có được cái bill tính tiền. Không đáng hiểu. Đấy là tình huống ngon. Tất cả mọi thứ bập 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 xong. Bây giờ còn cái gì không? Nó còn có vấn đề. À, nó còn cái phần có xử lý nói thêm chứ. Có tích điểm không? Bên thẻ sao? Bên thẻ khách hàng thì sao? Bên thẻ khách hàng á. À. Bên thẻ khách hàng thì sao mà vẫn phải tích điểm, đã in sẽ làm hay là nhập số điện thoại di động. À, nó có trò đó nha. Rồi bây giờ bắt đầu cái phiếu quà tặng, phiếu mua hàng thì sao, tức là thanh toán qua phiếu mua hàng. Tức là tôi có cái phiếu đó, tặng người khác ta tặng tôi cái phiếu mua hàng, hay là cho siêu thị tặng khuyến mãi là 200k cộng với phải 300k tiền mặt chẳng hạn. Không lẽ bây giờ bắt tao phải đưa đủ 500k à, như vậy có tình huống là dùng phiếu mua hàng đại diện cho, thế nên người ta sẽ thu lại cái phiếu này cộng với phiếu giảm giá nữa chơi, có phiếu 5% nhưng tối đa không quá bao nhiêu. Phần này phải nói vào phiếu giảm giá, nhưng mà ví dụ như giảm giá 10% nhưng không quá 200 ngàn. Nó có cái cửa này hay quá 100 ngàn, nó có cái vụ này để nếu không có người ta dồn, người ta mua rất nhiều hàng mà người ta giảm giá trên tổng, không giảm giá đúng 20% cam kết thật sự nhưng mà với hóa đơn không quá bao nhiêu, như bạn tối đa bạn chỉ lấy được bao nhiêu tiền, chuyện này bạn đã biết có rồi. Đến đây mọi người có hiểu được cái logic của một cái UK nó phức tạp hơn chưa? Trả lời. Dạ hiểu rồi. Thấy cái phần mềm dễ hay khó các con? Trả lời. Khó rồi. Khó thật con ạ. Nhiều thứ. Cái sau nó nhiều cái if lắm. Lệ phí đổi ngày 2 triệu 350 câu này rất dễ hiểu. Được không? Quyết tâm theo nghề hay là bỏ nghề? Trả lời. Dạ theo nghề. Theo thầy. Tình yêu không được mù quáng, con tim không được mù lòa, yêu ngành vì yêu thầy Hoàng. Không phải đấy. Yêu ngành yêu nghề này vì thân về thấy nó hay. Làm được không? Dạ được. Chỉ có mỗi cô gái trả lời với độ quyết tâm cao nhất, còn những thằng con trai sống nhạt còn lại chúng mày ở đâu? Được thầy ơi, được. Vậy tối nay ăn chơi hay là học? Học thầy ơi. Chắc không? Tối nào không học đâu thầy, chắc thầy. Đứa nào mà không giữ được lời hứa, đứa là cờ hó. Chơi không?
Chơi sao vậy thầy? Các chị nói câu đó thôi. Đây anh em, quyết tâm như đa cấp đây anh em ạ. À. Nói anh em không có đùa đâu, nghiêm túc học khó lắm á, không đùa đâu. Ngày IT nó khó thật. Nó chi tiết lắm, nó vừa chi tiết nó vừa đòi đầu óc. Hóa nó tùm lum luôn. Nhiều lắm. Kể cả cái cuộc sống này này. Ồ cái chuyện này thật sự là dân IT mình phải biết luôn chứ đùa đâu. Tao thề mày, từ từ tao sẽ giảng hết. Rồi. Đến đây thì em đã hiểu rồi. Ôi thầy nói đến đây em đã hiểu rằng một cái câu mà cái chữ go này nói chung chung lắm, cái login này nói chung chung lắm nhưng mà nó không đủ. Như vậy thì bây giờ mỗi cái này cần một cái phiếu mô tả, và phiếu mô tả ở đây này. Mỗi cái hình elip đó là một cái phiếu mô tả đây này. Đó. Thấy rồi, thấy phiếu mô tả đây, gồm những thành phần gì. Nào, ví dụ mình xem thử nè. Mình xem thử xem cái phiếu đầu tiên nó mô tả, mỗi cái phiếu này tương ứng một hình elip nha. Mỗi cái phiếu này nó có cái tem đây sẵn rồi. Tương đương với hình elip. Tương đương với một hình elip. Rồi. Như vậy mỗi hình elip là một cái use case thì được mô tả chi tiết hơn, cận cảnh. Ví dụ search route tức là search một cái lộ trình đi, cái này là cái app liên quan Sabert thì chắc chắn trên đây có cái nút bấm là có cái use case là search route. Như vậy mục tiêu của nó bắt đầu, bạn đặt tên cho cái use case số mấy, đặt tên use case số 1, ví dụ search route. Rồi, tên của use case là search route, rất dễ hiểu. Như vậy cái form này nó có sẵn nha, mình chỉ việc điền nội dung vào thôi. Version mình cái tài liệu này có thể cập nhật theo thời gian. Bỏ qua cái chuyện version, nhưng mà đặt UK số 1, nó đặt tên. Theo tên module cũng được, tùy. Rồi, tên UK là gì? Ai xài UK này? Tức là user nào hoặc actor nào tương tác. Rồi, actor, member. Summary, UK này nói về cái mẹ gì vậy? À, scroll, tức là giúp cho mình tìm một cái đường đi hay gì đó giữa hai vị trí. À, được chưa? Cái chữ goal hay summary thì đôi khi là cái chữ này gọi direction, mục tiêu. Đó, sâu ra được danh sách những lộ trình đi của cái tuyến xe bus. Đó. Trigger tức là khi nào cái UK này được chạy. Thực chất mà điều viết cái phần trigger rất dễ. Trigger tức là trong tiếng Anh dịch tiếng Việt là cái cò súng ấy. Cò súng tức là nó nổ bùm cái bấm cò là nó nổ. Vậy khi nào UK này được chạy? Là khi người ta bấm nút search thì nó mới chạy chứ, được mẹ kiếp. Mở màn hình lên mà không bấm nút search nó chạy cái chó được. Cái Google search engine khi nào mình gọi nó? Khi mình gõ keyword chưa, gõ keyword nó chưa chạy đâu nha, nó chưa search đâu. Ấn nút search hoặc ấn enter nó mới chạy. Như vậy ấn enter hay ấn nút search để nó được chạy cái UK này, cái tính năng này thì lúc đó được gọi là trigger. Được chưa? Được gọi là trigger. Dạ thưa thầy, nếu ở trong cái màn hình mà em ấn Ctrl N của cái cô Thu Ngân ấy, ấn Ctrl N nó mở màn hình trống trơn đấy thầy. Em hỏi thầy lúc đó đơn hàng tạo chưa? Chưa, nó tạo màn hình trắng thôi. Còn lúc nào mày ấn nút sell, nút tính tiền thì lúc đó chính xác đơn hàng mới được tạo con ạ. Chứ còn mấy cái là màn hình nhập. Em vào em bấm cái nút register ấy này thầy, em nói thầy em bấm cái nút register để đăng ký một member ấy, hỏi tính năng register chạy chưa? Chưa. Chưa chạy, vì nó chỉ ra được cái form cho mày ngồi nhập thôi, chuẩn chừng nào mà bắt đầu mày bấm nút register thì lúc đó chính xác nó mới chạy. Vì nó chạy nó ngồi nó đẩy toàn bộ data, nó đẩy request, nó đẩy lên trên server, service controller con mẹ thì nó ngồi nó nhập. À lúc đó bắt đầu nó xử lý bập. Xin lỗi bạn nha, trùng mẹ tên rồi. À, như vậy nó chỉ chạy khi được người ta kích một nhát gì đó. Cái kích một nhát gì đó người ta gọi là trigger. Như vậy mình tưởng tượng luôn cả cái nút bấm trong quá trình vẽ mô tả cái này rồi. Đó. Precondition, điều kiện tiên quyết để chạy tính năng này là gì? À, ví dụ như trong này anh ấy ghi là mẹ kiếp không login bố đéo cho mày đi vào. Trong một số trường hợp người ta ghi kỹ hơn. Nào, bạn cần phải chọn được cái gì? Điểm đi và điểm đến thì tớ mới tìm cho bạn được. Như vậy có thể bổ sung thêm precondition để làm được cái UK này không thể thiếu việc điểm đầu và điểm đích. Cái đó tôi gọi là precondition, điều kiện tiên quyết. Còn hậu tức là kết quả, post condition tức là sau khi nó chạy xong thì nó có cái con mẹ gì cho chúng ta thì cái đó người ta gọi là post condition. Pre là tiền đề, post là hậu đề, tức là xong rồi. Chạy xong rồi, ra được cái map, cái bản đồ nếu thành công. À, còn nếu thất bại thì sâu là cái error. Có, tìm không thấy, không có lộ trình xe bus đi đến đường này chẳng hạn, đại loại vậy. Được chưa? Hay là giống như mày search tài xế, không có tài xế nào available lúc này. Các tài xế đình công nghỉ hết chẳng hạn. Đơn hàng bị lỗi vì đơn giản là bị error network. Cũng là một cái dạng, trong những cái chuyện mà error network thì mình không thể nói nhiều trong ở đây. Cái exception đó là nó giải quyết chung cho cả hệ thống rồi. Bây giờ mình nói ví dụ đơn hàng. Nó không biết bị làm sao nó bị treo, chưa biết vì điều gì, cho nên đảm bảo mấy đơn hàng thường sẽ ít thông tin hơn, ít cái chuyện error hơn. Nếu mình hầu hết là mình cho nó scan mọi thứ nha.
Nhưng ví dụ có chỗ này thanh toán nó có bị cái error là không thể nhận dạng được, cái mã vạch nó không thể scan được cái sản phẩm, tạo mới đơn hàng nó có một cái tình huống error là scan mà sản phẩm không được nha. Gõ vào thì cái gõ kiểu mẹ thì không biết nó có not available. Đấy là một cái ví dụ có thể có, thì gọi là tình huống fail, nhưng mà tình huống fail nó nghe nó vô lý lắm. Thế thì không phải luôn luôn bạn tạo được à, bạn có thể thành công, nhưng mà đa phần sẽ là thành công vì mục tiêu mình nói về cái đích đến của nó. Còn những cái phần mà không thành công thì mình mới liệt kê đây. Thì ví dụ như đăng ký member không thành công vì lý do bị trùng ở cao, mình cuối cùng mình nản quá và mình thấy muốn thấy đúng cái ở cao đó, cái nickname của mình cơ, mình dừng. Hay rút tiền không thành công bởi vì login mà quá 3 lần sai password thì nó nuốt mẹ thẻ, thì đấy cũng dạng gọi là post condition. Bạn hình dung như vậy cái đích đến nha. Rồi post condition chính là đích đến. Rồi main success scenario, kịch bản thành công đó, mặc nhiên khi tao tạo màn hình login tao sập, tao hy vọng rằng là tao sẽ nhận được kết quả thành công. Cái đấy người ta gọi là main success scenario, tình huống thành công. Tình huống thành công là tình huống nào? Bây giờ nó sẽ chia hai vé. Actor làm cái mẹ gì và hệ thống. Hệ thống đâu thầy? Hệ thống là đây nè. Đây là hệ thống này. Cả cái này gọi là hệ thống. Cả cái này được gọi là hệ thống. Và bên này gọi là actor. Actor tác động vào cái này. Thì vậy thì khi actor tác động thì hệ thống nó xử lý thế nào? Nó hồi đáp lại theo cái này nào? Bởi vì cả một cái này nó tương đương một vài màn hình. Cho nên nhớ giùm tôi cái câu ở đây. Nhớ giùm tôi một cái use case. Một cái use case, một cái hình ellipse. Đó. Ví dụ như create an order. Phía hậu trường khi viết code, khi làm app ấy, khi làm app, tức là khi viết code. Thì bản thân một use case sẽ tương đương với một vài màn hình. Một hoặc là một vài màn hình kèm vài cái nút bấm nếu không phải nút bấm nút nhập ha, button thì nó phải là hyperlink, tức là một cái gì để kích hoạt để nó xử lý thông tin để trả ra kết quả cho người dùng. Nếu gọi là một goal mà, nó gọi là cái goal, mục tiêu mà, phải có kết quả cho người dùng. Ví dụ như create an order thì trả về người dùng một cái câu là gì? Nó là cái bill. Rõ ràng, bill nó có phải đi qua nhiều màn hình. Ví dụ bạn thấy cái màn hình mà nó pop up trên màn hình nhập mã khách hàng, có nha. Ví dụ thế này, em lấy ví dụ thầy. Thứ nhất là màn hình trắng trơn, màn hình để scan, cái màn hình để nhập đơn hàng. Rõ ràng, về chi tiết mua đấy, bán hàng. Nó có thêm cái màn hình là pop up, một cái pop up để nhập mã khách hàng, để nhập cái số điện thoại của khách hàng, có nha. Nếu không có pop up thì nó phải là cái ô riêng, hay là pop up, được chưa? Có thể có màn hình preview cái đơn, preview cái đơn hàng, cái bill. Sau đó nút cuối cùng là print button. Đó, bạn đang hình dung một cái use case nó phức tạp đến cỡ này. À, hai ba màn hình. Nếu màn hình đặt bánh pizza của chúng mày á, đặt bánh thành công, sau đó chúng mày phải đi qua cái việc theo dõi là đang nướng rồi đang giao hàng, tập cá chúng mày luôn. Màn hình theo dõi đơn hàng nó có luôn, đi qua từng trạm. Như vậy nó có rất nhiều nút bấm, nhiều cái màn hình khác nhau, nhưng cái đích đến cuối cùng đặt xong đơn hàng thành công. Đó. Thì bạn thấy nó phức tạp thật chứ không phải đơn giản. No. Vậy thì cứ nhớ là một use case sẽ gồm nhiều cái màn hình. Như vậy nếu nhiều màn hình có nghĩa là hệ thống nó phải tương tác với em đúng không thầy? Nó phải respond với em cái gì đó đúng không thầy? Vậy cho nên nó đây. Đó. Người dùng làm cái mẹ gì? Ví dụ như người dùng nhấn nút đó, chọn điểm đầu và điểm cuối thì hệ thống sẽ mock lại hai cái điểm đó. Sau đó người dùng bấm nút, đây là nó giống cái kịch bản đấy, nó chính là kịch bản hành xử đấy, cái how đó. Thì hệ thống làm cái con mẹ gì search trong database, search cái gì đó xong bắt đầu trả lại kết quả nếu có thể. Thì trong quá trình làm cái này thì nó có một khái niệm gọi là alternative mà exception. Đây là hai khái niệm, đang làm thì gặp trục trặc, hoặc có một rẽ nhánh khác thì nó gọi là alternative là một tình huống nha. Thì tùy cái cách gõ cái document này thì nó sẽ có độ phức tạp. Tôi cứ nhá hàng ra trước đã. Rồi có một khái niệm gọi là business rule. Đây mới là câu chuyện lớn. Business rule nghĩa là gì? Business rule có nghĩa rằng là vậy thì liên quan đến cái hành xử này có những cái điều kiện, những câu lệnh, những cái giá trị mà nó chặn để cho cái việc hành xử nó đúng, thì người ta gọi là business rule. Business rule chẳng qua là những điều kiện, những condition
để cái tính năng nó chạy được thì gọi là business rule. Và muốn biết cái này là cái mẹ gì thì phải phỏng vấn khách hàng, phải hiểu khách hàng muốn. Ví dụ tôi nói thế này, về việc nhập điểm của môn học, trong quá trình nhập điểm của phần mềm FAP, nó có phần nhập điểm. Thì bọn tôi nhập điểm ấy, nhập điểm riêng mà có phải app khác, rồi sau đó app khác nó sẽ export điểm ra và bắt đầu nó mới đưa vào hệ thống nha. Các cô giáo vụ sẽ nhập điểm theo cái cách là bọn tôi đưa một cái file điểm, và cái file điểm đó sẽ đưa vào trong app pháp của trường. Nhưng tôi không được đưa, tôi chỉ đưa cái file điểm cho cô thôi. Thì chúng tôi lại có một cái app khác để nhập file điểm theo đúng định dạng, chứ không phải nhập Excel. Và trong cái file nó gài một câu là nếu bọn tôi nhập điểm 11 nó chửi liền, điểm âm nó chửi liền. Xin lỗi bạn nha, điểm đéo được, có quyền nói điểm từ 0 đến 10. Như vậy từ 0 đến 10 người ta gọi là một business rule cho một quá trình hành xử của cái tính năng nhập điểm. Cho nên nhớ một điều là UK nó là cái đích đến thôi, còn trên đích đến nó bị gài những ràng buộc. Ví dụ như bạn mua vé máy bay, bạn đi lên check in trên máy bay, tính năng check in thì yêu cầu ràng buộc là mày phải đến sân bay trước 2-3 tiếng đồng hồ. Đeo nói nhiều, đi quốc tế đặc biệt là phải có 3 tiếng đồng hồ vì sợ nó đông cái thứ này nọ, và nhiều thủ tục phức tạp. Cho nên cái chữ 3 giờ đồng hồ đến trước sân bay đó gọi là business rule. Còn việc chính của tao là đi máy bay. Việc chính đó nó có những cái ràng buộc trên chặng đường hành trình, tức là những điều kiện, những cái chốt chặn, những con số để mình phải thỏa mãn nó thì mới đến được cái đích. Thì cái đó người ta gọi là business rule. Mọi người có theo kịp business rule chưa ạ? Dạ kịp rồi. Bắt đầu thấy sợ rồi. Ai viết ra cái này thưa thầy? Ai là người sẽ làm ra cái document này thưa thầy? Chúng ta, kỹ sư cầu nối. Chúng ta, dân dev là những người phải tham gia vào viết ra những cái này để sau này cho dân tester người ta có biết được, người ta test. Chúng ta dân dev chúng ta có biết được mà cài. Khách hàng cũng biết rằng có những điều này chúng tôi đã làm. Khó vậy sao thầy? Cho nên đó mới lý do là cần phải ghi lại tất tần tật những gì bạn sẽ làm, chứ không chỉ đơn giản là cái hình elip này đã đủ đâu. Nó mới chỉ là câu chuyện đầu tiên. Vậy thì tôi vừa giải thích sơ qua được những cái khái niệm về cái phiếu này. Các bạn đã có cái ví dụ toàn bộ cái cuốn này để bạn có thể hình dung về cái phiếu này nha. Bây giờ tôi sẽ viết vẽ thử cùng các bạn một cái nhanh thử một cái phiếu, xem thử xem cái logic của nó ngữ nghĩa thế nào. Mình lấy cái đơn giản nhất là cái login đi xem, thì mình cùng viết trong cái notepad xem thử. Như vậy một cái use case thì nó sẽ use case description hay use case specification. Hôm nay mình hiểu cái chữ specification là gì. Specification trong tiếng Anh, tiếng Việt là đặc tả chi tiết cận cảnh. Hồi nãy mình mô tả quá chi tiết luôn. Vậy thì mình làm thử một cái UCD cho cái tính năng login, một cái này cách quen thuộc nhất để xem thử nó viết như thế nào. Mà thường thì cái chữ login bạn có quyền viết đầu từ nha, chữ login. Như vậy một cái phiếu mô tả bắt buộc phải thứ nhất đặt tên cho cái use case, đánh số thứ tự. Như vậy đầu tiên là use case ID phần một nhỏ, use case ID, tôi viết tắt cho phép tôi viết tắt chữ use case nha, thành UC ID, tức là mã số của cái use case. Thì tùy cái module, cái app của bạn nó đủ phức tạp thì bạn sẽ đặt tên. Ví dụ có nhiều người đặt tên là luôn là UC001. Tại sao không đặt được số 1? Thì mai mốt nó sọt cho nó dễ. 001 thì đến 100 nó cùng đến 999 là cùng kiểu luôn. Còn thằng nào đặt 1 ấy thì tao cá mày, mai mốt nếu giả sử đi cứng mày save những cái tên tập tin, những phiếu riêng chẳng hạn, nếu có thì UC1 với UC10 nó ở sát nhau. Chúng mày đã từng đặt thêm thư mục, chúng mày biết rồi là 1 với 10 ở sát nhau về nguyên tắc so sánh chuỗi, là so từ trái sang phải. Đó. Cho nên nếu mày đặt 01 thì đéo mẹ nó phải chờ đến 08, 09 thì bắt đầu mới đến 10 được. Đó lý do nếu mình dự kiến cái app của mình vài trăm tính năng, mình đặt luôn là UC01. Hoặc bạn đặt tên module cũng được. Tên module. Ví dụ module cái này là module về phần security, sec. Đó, bạn có quyền đặt thoải mái. Mã số mà đặt thế nào cũng được. Gọi là security, cái phần phân quyền hay privilege. Thế còn cái phần phía sau là phần quản trị về môn học, thì bạn có quyền đặt là subject, sub. Rồi, phần về thời khóa biểu time, TMIM. Thì nghe cái tên UK thì đã biết tên module. Còn đây là con số thứ tự của nó thôi. Vậy UK thứ nhất, login, bạn đặt có quyền. Tùy công ty người ta sẽ có quy tắc đặt tên cho cái UK. Đó, chứ phải login 1. Chứ đừng đánh số 1, 2, 3, 4, 5 rồi đến mỗi đầm già xì. Cái đó đéo phân biệt được đâu, khó lắm nha. Cho nên đặt tên kèm module cả đám này là phân quyền này. Đám này liên quan đến thời khóa biểu này. Đám này liên quan đến giảng viên này. Đám này liên quan đến sinh viên chẳng hạn này. Ghi hẳn ra như vậy thì khi đó sẽ dễ nhận diện được. Đó. Rồi, cái mục số 2 là bắt đầu UK name. UK name. Ghi chữ hoa luôn để biết là nó cái tựa đề. Tôi đang làm nhá một vài điều tương tự để bạn có thể có cái cảm nhận nha. ID. Name. Tên của mày là gì? Rõ ràng chữ login nó suy nghĩ mày là gì? Cái này lẽ là cái phiếu tôi vẽ nhưng mà tôi mình dùng đây để các bạn cảm nhận một cái bước đi từng bước một. Description. Trường mô tả.
mày làm một cái UK để là gì, để xác thực và phân quyền nha. Tôi muốn được xác thực và phân quyền. Đó. Như vậy đây là tính năng để xác thực người dùng, xác thực người dùng với cái quyền tương ứng đã định chưa. Đó. À, xác thực người dùng đã được phân quyền, xác thực người dùng với cái quyền tương ứng đã được định trước trong cái hệ thống. Đó. Mình chỉ nói câu thôi, module này xác thực cái xác thực chung cho giảng viên, sinh viên và số 4. Actor, ai xài? Ai xài cái UK này? Đó. Thì tùy cái cách mình tiếp cận. Tiếp cận hồi nãy ví dụ tiếp cận theo cái cách mà hình cái quạt thì nó là tất cả mọi, đúng không? Phải include. Còn mình tiếp cận cái này thì sẽ là guest. Mọi người có đang theo kịp cái cách tôi giảng không ạ? À? Dạ, tiếp đi hả? Mà tao thề cho mày đồ án tốt nghiệp chúng mày phải vẽ cái này nha, phải viết cái này nha. Viết cái này nó công việc cực kỳ buồn chán và mệt mỏi. Nhưng thực ra không, đừng suy nghĩ thế. Nó chính là phần đã phát, là liên quan đến phần thiết kế rồi đấy, liên quan đến phần phát thảo app rồi đấy, chứ không phải đơn giản vẽ cho nó vui đâu. Cho nên sau này dân tester đọc cái này, sau này em mình bảo trì phần mềm thì mình cũng đọc cái này là đã có. Nhưng mà viết cái này nó khá mệt mỏi, tôi nói trước. Cho nên qua tuần nữa thì tôi sẽ bàn một câu chuyện không mệt mỏi như thế nào. À, nó có luôn. Nhưng mà đó là một cái vế khác nha, mình chuẩn bị. Cái số 5, priority. Tức là độ ưu tiên. Độ ưu tiên là thế nào? Cái thằng này là ưu tiên, ví dụ là cần gấp. Ví dụ bạn có thể quyền đánh số độ ưu tiên từ 1 đến 5, bạn có quyền chọn. Nhưng có một số người ta đặt những độ ưu tiên, ví dụ chữ must have, là cần phải có, bắt buộc phải có, hay là chỉ cần needed. À, nó có rất nhiều cái chữ option, là không cần có cũng được, hay là if any, tức là favor, cần có hay vui. Nó có rất nhiều cái cơ chế chia độ ưu tiên tùy từng công ty. Từ ví dụ 5 là hay là khẩn cấp, hay là bắt buộc phải có, hay là core, nói chung là tùy. High hay low, rất là nhiều chữ. À, nó có nhiều cái level đặt cái độ ưu tiên. Must have là nói chung là thường đàn gái gọi là không thể bỏ được. Còn cái kia là cần thôi, nhưng mà chưa cần thiết nào có hẳn không đã. Cho nên rất nhiều cái quy tắc của công ty bạn phải học dần. Ở mỗi công ty sẽ có quy tắc khác nhau. Số 6. Ví dụ như là trigger. Trigger nghĩa là sao? Ai, khi nào nó được chạy? Trigger. Khi nào được cái này được chạy? Tôi ghi chú mở ngoặc là khi nào cái UK này được chạy thì gọi là trigger. Khi nào chính thức? Cái phần xử lý này, phần login, hay là code của login ấy, code của loại login nó sẽ chạy. Người ta gọi là trigger. Đó, khi nào chính thức phần code của login nó sẽ chạy. Phần tính năng thôi. Login. Như chữ thường nó sẽ được chạy. Thế này, thường là sẽ dính dáng, thường là nhấn nút gì đó, là hyperlink gì đó. Nếu không phải là cái này thì khi một cái tính năng nào xong nó gọi tính năng đó, hoặc một tính năng khác nó gọi, một tính năng kết thúc thì nó gọi thằng này. Ví dụ như cái thiết lập trạng thái đơn hàng thì nhờ bên kia thanh toán thành công một cái thì báo bên này là nó chuyển giai đoạn liền. Đại loại vậy. Thì cái đó là tùy ngữ cảnh. Ví dụ với bài này của tôi là người dùng làm sao? The user, the guest, click on the login button. Đây là sẽ được trigger. Cho nên cái này nó bao hàm một chút xíu luôn cả cái phần thiết kế rồi các con. Đó. À, tách ra để nhìn nữa. Nha. Những cái dàn khung này tôi đang vừa giải thích cái khái niệm, vừa đi cho bạn mọi thứ. Đi ví dụ cho các bạn luôn. Nó dễ hình dung lắm chứ không phải khó đâu. Công việc này nó không khó nha. Nhưng nó đòi hỏi cái sự tưởng tượng của các bạn dựa trên cái kinh nghiệm xài phần mềm của các bạn, và bạn ánh xạ vào để bạn đề xuất, bạn suggest cho chính khách hàng luôn. Đây, tiếp tục precondition. Nhiều thứ ít tùy những điều kiện thế này. Để chạy được cái này, để chạy được cái UK này, hay UK này chạy được, cần có cái gì trước tiên? Đừng nhầm với cái trigger nhé. Nếu mẹ thầy không click thì nó chạy thì đéo rồi. Nhưng mà nó chạy muốn chạy được thì nó phải cần cái gì khác nữa chứ. Bấm nút thì dĩ rồi, nhưng bấm nút xong thì nó chạy luôn à?
chắn là cần phải có một account tồn tại sẵn đó. Mày đang nói con đường thành công, mục tiêu của login là thành công rồi, chứ mẹ kiếp chưa có account login cái đéo gì, mày luôn luôn bị chửi. Như vậy bạn phải đừng nhầm lẫn với cái, đừng có nhầm với cái trigger. Trigger là cái hành động để nó chạy thôi, là hành động để chạy nó chạy code. Nhưng mà vấn đề là để code được chạy được nó cần phải thêm cái gì nữa, nhưng cái code này nó cần cái data gì để nó mới xử lý được, thiết bị gì thì nó mới xử lý. Cái kia mới chỉ là thao tác bấm để nó chạy thôi, thiết bị gì đầu vào gì mới xử lý được. Như vậy muốn tính năng login muốn chạy thì chắc chắn phải có account. Nhưng phải nhập account vào thì cái chuyện nó mới, đấy là cái thao tác hành động tôi cũng nói, nhưng mà có chắn phải có account thì mới login nó mới chạy có ý nghĩa được. Nên account tồn tại rồi. Nghe kỹ nha, có thể account không tồn tại vẫn chạy login nó báo câu không thành công, nhưng mà mục tiêu mình thiết kế login để người ta thành công, mình phải nhìn con đường happy path, mục tiêu của cái này là để gì? Để người dùng xác thực. Đéo nào nhỉ? Decryption hay chữ này xin lỗi, nó bổ sung thêm chữ go đều được. Đều được, tùy ngữ cảnh. Thì đến đây bạn phải hiểu là mẹ kiếp precondition, mày không có account mà đi test login làm cái đéo gì. Còn có account còn chưa chắc đã login được vì sai password cho cấp lock chẳng hạn. Có luôn, tao có thẻ ATM chưa chắc đã login bằng mấy ATM được. Vì thẻ ATM hết mẹ thời hạn rồi. Như vậy account tồn tại trước đó rồi. Và nếu nói về ATM chẳng hạn, nếu nói về cái thẻ ATM, về cái login ở ATM ấy, để login ấy, thì tất nhiên vẫn phải còn thời hạn nha. Mình đang nói về cái dữ liệu login. Đó là một cái điều bạn có thể hình dung, cho nên đừng nhầm với trigger. Trigger nó chỉ là một cái hành động để kích hoạt thôi, còn để kích hoạt nó được cần việc, ví dụ cái nộp hồ sơ nhập học, thì đó là bạn đến trường bạn nộp hồ sơ nhập học thì đấy là trigger. Còn hồ sơ hợp lệ để thành công thì cần phải có những điều kiện gì, là các giấy khám sức khỏe, giấy sở hữu lý lịch, rồi chứng nhận tốt nghiệp, thì đó đấy là precondition. Để phân biệt precondition là data đi kèm để cùng với cái trigger kia, action. Đó, hãy nhớ câu đó, data đi kèm. Rồi. Tôn Hạ một câu khác gọi là cái data đi kèm. Hay những cái gì đó đi kèm. Cùng cái nốt, cùng cái trigger. Kích hoạt xử lý. Thì đến đây mình hiểu được cái precondition là cái mẹ gì. Cái số 8. Đó. Post condition, điều hậu, hậu kết quả cuối cùng ấy, sau khi chạy xong, issue case, user được gì, hệ thống được gì, hệ thống hay là cái app được gì, được gọi là, được gọi là cái kết quả đấy, cái goal đạt được là gì. Kết quả đạt được là gì? Thì đây gọi là, vậy thì sau khi mình login thành công thì điều gì xảy ra? Chắc chắn là mình vào được cái trang, vào trang tương ứng, được phân quyền, được phân quyền. Nha. Chứ mày vào được trang thêm xóa sửa nào, tao được tham chứ. Thầy Hoàng đi vào những trang mà có thông tin điểm danh, cái menu, cái dashboard, cái màn hình làm việc chính của tôi. Bạn vào màn hình của kiểu sinh viên với những cái quyền hạn chế, nhưng có những quyền mạnh. Còn tôi cũng có quyền hạn chế và những quyền mạnh. Tôi điểm danh bạn, nhưng mà ngược lại bạn mạnh hơn tôi, đăng ký môn học và feedback tôi. Thế chứ? Cho nên cứ để tùy. Và bây giờ ghi vào log file chẳng hạn, được ghi nhận. Nên nhớ nha, cái việc log file ghi nhận quan trọng lắm ấy. Giờ nào mày login cái gì? Cho nên ví dụ hôm bữa cái câu chuyện cả anh Hoài Linh với chị Phương Hằng mà bị leak cái thông tin về sau kê ngân hàng. Thì bây giờ mình chỉ nghe câu chuyện thôi, chứ mình không có quan tâm binh vực bên nào hay không việc bên nào, vì mình không đủ thông tin để kết luận. Nhưng mà chắc chắn trên mạng có một cái thông tin là cái anh chàng mà bên ngân hàng MB Bank, anh leak cái thông tin đó ra, thông tin về tài khoản của anh Hoài Linh ra, anh leak ra, và người ta truy ra ngay là anh chàng nào, tức là theo cái dữ liệu trên mạng đọc truy được ngay. Thì giờ nào login sờ vào tài khoản đó nó ghi lên hết, mà nó ghi hết bạn login từ địa máy nào, từ IP nào, giờ nào, tài khoản, dĩ nhiên là tài khoản nó ghi bạn vừa login vào là nó ghi luôn rồi, ngày giờ nào, sờ những tập hồ sơ khách hàng nào, nó ghi lại hết vào cái người ta gọi là log file. Và thế là chắc chắn là thông tin hồi link đến từ ngân hàng MB Bank, và
bắt đầu người ta tra cứu xem ai đụng vào tài khoản của anh Hoài Linh. Rồi xong, tóm được chú rồi. Alo, mọi người có theo kịp không à? Ok thôi. Nào, thấy sợ là một cái phần mềm mọi chung, nói chung mọi thứ. Bạn thấy sợ chưa? Cho nên có hay người ta hay có cái câu vui là muốn người ta không biết thì mình đừng có làm. Đó. Cái đơn giản chưa phải chỉ là phân quyền không, nó còn phải ghi nhật ký hệ thống nữa. Ghi trong database có table tên là log, log là ghi lại nhật ký. Rồi xong. IP nào có hết. Cái phần mềm LMS của mình ấy, chúng mày có nhớ cái phần mềm LMS của mình, chúng mày nhìn góc phải, có bên tay tay phải màn hình nó có câu là ai trong vòng 5 phút vừa rồi vừa mới ghi vào hệ thống, có đúng không? Có không? Có thấy câu đó không? Có rồi. Dạ, thầy Hoàng nói nó điêu nha. À, đây em đã hiểu rồi. Nó ghi lại luôn câu 5 phút cuối ai vừa vào mà, gần nhất ấy, gần nhất. Có hết, bạn thấy không? Giờ bắt đầu bạn mới hiểu làm phần mềm, trời nó tỉ mỉ đến vậy sao thầy? Đúng rồi con, mình mới học cái phần đầu login của app, của cái... Nhưng môn Java web mình đã thấy học máu rồi. Chưa, đấy là phần căn bản thôi con. Thôi tao chỉ hù như đó thôi. Rồi. Phần tiếp theo, basic flaw là kịch bản chính. Man success scenario. Mình được dùng cái chữ nha. Man success tức là có đường thành công. Basic flaw, kịch bản chính. Kịch bản chính. Kịch bản thành công. Không phải là kịch bản mà ngoại lệ thì nó gọi. Rồi, và tiếp theo dĩ nhiên nó còn phần kịch bản là kịch bản thất bại hay kịch bản ngoại lệ. Số 10 là cái alternative. Thay thế. Tức là ta có thể có nhiều đường để đến đích. Ý nghĩa cái này là ta còn đường khác để đến đích. Để thành công. Để login thành công. Đích. Để đúng chuẩn đấy nha. Tài liệu này tôi đang viết này là đến chuẩn 11. Là exception. Tình huống cả trớn. Tình huống mà ha. Trên đường ấy, tình huống trên đường đi. Trên đường đi mà ta không đạt được. Khiến ta không đạt chứ. Chúng ta không đến đích. Kết quả đây thì vô. Không đến đích. À, tôi đang giải thích ngữ nghĩa của cái thực ra cái ví dụ đầy đủ full không che thì nó có hết ở trong cái tài liệu này rồi. Nhưng mà bạn để bạn hình dung. Rồi. Đấy là cái gọi là bạn có thể dùng chữ exception hay exception flow đều được nha, exception flow, thêm cái chữ flow vào cũng được, mà không có chữ flow cũng không có gì nghiêm trọng. Bởi vì cái chữ flow có nghĩa là cái mạch đi. Đó. Thì bạn hình dung. Rồi nó còn một cái tiếp theo cuối cùng nữa là cái gì? Nó còn một cái nữa là cái business rule. Nó còn vài những cái cơ bản khác nhưng mà bạn chỉ cần nhìn đây này. Rule. Rule là những cái con số. Những con số. Những cái câu if. Những cái ràng buộc. Trên data là thiết bị để ép cái use case phải theo thì mới hoàn tất được kết quả. À, thường là những con số ràng buộc để ép use case hoàn tất cái này, tức là để đến đích thì cần phải qua những chốt chặn nào để đến đích. Thì phải qua những chốt chặn nào? Chốt chặn nào? Thường này muốn có được cái điều này thì phải hỏi khách hàng. Vì đây là cách hàng ngày họ đang làm. Nhớ cái bàn phím rồi nó gõ nhiều quá, bắt đầu nó đơ, cho tôi cắm cái bàn phím phụ. Hỏi khách. Hỏi. Cứ có vài phím mà tao hay dùng trong lập trình thôi, thế mới điên. Hỏi khách hàng. Vì đây là công việc của họ, là cái công việc của họ hàng ngày. Tôi cho ví dụ luôn, ví dụ cây nhập điểm, chú cây nhập điểm hay import điểm thì đây là một chú cây đấy, kết quả là điểm thi điểm nhập vào, nhưng mà nó sẽ có cái ràng buộc, nó có cái gai
cái ràng buộc, là cái business rule, là cái nghiệp vụ nha, business rule, tức là cái gài ràng buộc nghiệp vụ. À, điểm trung bình phải, à, điểm phải lớn hơn điểm trong khoảng từ điểm nhập ấy, từ 0 cho đến 10. Ràng buộc điểm phải từ 0 đến 10. Đây là một cái câu mà mình có thể hình dung. Ví dụ gài một cái ràng buộc login quá, login sai quá x lần. Đó nha, cái bàn phím nó bị hư phím nên tôi phải dùng thêm cái bàn phím phụ cho chúng ta. Sai quá x lần. X là bao nhiêu tùy thì khóa hệ thống. Khóa hay nuốt thẻ hay là gì đó. Hay gì đó. À, cái chuyện này là mình không tự bịa nha các bạn. Mình phải xem cái bên phía khách hàng người ta làm như thế nào. Ví dụ thông tin khuyến mại thì nó phải có ngày và cái gì đó. À, tất cả những cái trò này. Rồi ví dụ nó cái yêu cầu là bạn biết đến bên đại học Bách Khoa, đại học một số đại học thì cái điểm trung bình, điểm tính, điểm thi vẫn tính là 10. Nhưng mà cần phải convert sang hệ 4. Thi tính điểm GPA tích lũy. Rồi ví dụ như là các cột điểm bằng 0. Không thì coi như fail. Đó, đây là những cái gai ràng buộc trong quá trình thi. Vậy tính năng nhập điểm thi để nó báo trạng thái đậu rớt, nó cột điểm bằng 0 thì fail, và còn nhiều cái thứ khác nữa. Cái câu này tôi gọi là business rule. Đó. Thì đến đây bạn đã hình dung sơ bộ về cái cấu trúc chung của một cái UK decryption. Thì trong cái phần basic flow này thì thường hai và thằng alternative hay thằng này nó đều ghi, nó chia đôi hai cột. Bên này là actor làm gì, và bên này là system trả lời thế nào. Actor gọi, system trả lời làm gì, hồi đáp thì làm gì, hay gọi là actor gọi, hệ thống trả lời. Hệ thống chính là cái tính năng phía sau đấy nha, mình đang mô tả actor ấn một nút hệ thống làm gì. Ví dụ trong tình huống này là phần alternative, là nên nhớ rằng vẫn là con đường khác để thành công. Thì cái chỗ này nó thú vị lắm, cái bài login nó thú vị lắm ở chỗ này. Ví dụ giả bộ bước số 1 tôi làm gì, tôi mở app nha, nút gọi màn hình ấn, tôi có tích chọn. Hay nhiều khi mở app thì đã mở app thôi thì hệ thống đã hồi đáp rằng cái gì, hệ thống nó hồi đáp luôn rồi. Hệ thống hồi đáp là cái mẹ gì, số 2 chứ. Đây, theo cái logic hệ thống đã làm mẹ luôn là show màn hình login này, screen này đó. Thấy không, bạn thấy người ngồi nó viết kỹ không? Mình mở app ngay login, mình thường giáo login là cái đầu tiên nếu mà app mình yêu cầu login trước, còn nếu không thì show mở app rồi hãy kích vào nút login để nó có cái option set riêng nó pop lên. Chứ còn nếu không thì cho người ta duyệt luôn mà, chẳng hạn người ta xem được kết quả hệ thống sau login. Thì bây giờ người dùng làm theo gì? Nhập. À, kịch bản thành công nhất, nhập. Nhập username and pass. Ở bước số 3, nhấn login button. Mình đang theo kịp không ạ? Dạ có ơi. Nhấn login button. Nhưng mà ngay cái chỗ này này, nó còn cho mình hướng đi nhánh khác 2A. À, chỗ này nha, bắt đầu nha. Cũng lại tiếp, actor làm gì, actor. Và chỗ này là system. Tôi đang vẽ cái chỗ này để các bạn nhìn. À, như vậy ngay bước này có bước số 2. À, chỗ này với cả số 3, chứ chỉ nói 1 này, 2, 3 về theo cái mạch đi. Đấy, flow, cái dòng chảy đấy. Bước số 4, tôi chỉ lỗi về một con số 2 bên này nữa. Đấy chưa, nhập dư số 3. À đủ, cứ bước nhập username password. Không, tao đéo thích nhập. Sau màn hình login screen. Không, tao lại bước số 3, tao đếch chơi nhỏ nhập. Tao nhấn chọn cái gì? Tao nhấn chọn login by Facebook. À đủ,
login by FB. Không ai cấm nha, nhưng mà vì có nó cuối cùng, ủa nhưng mà em không thích FB mà hệ thống em hỗ trợ cả cả Gmail thầy. Như vậy có thể bước 3 cũng vẫn là bước 3. Nhưng bước 3 này của em lại là ở chỗ này là nhấn. Cho nên em không nên nhấn Facebook mà em lại nhấn Gmail. Oh. Ủa vậy có hai cái ba sao phân biệt? Mình sẽ đặt, người ta sẽ có quy tắc, người ta đặt là 3A và 3B. Đấy, 31, 32. Và có thể nó sẽ chia nhỏ hơn nữa. Vậy thì tóm lại thầy em thấy hơi rắc rối. Là cái gì? Không, đâu có gì rắc rối đâu. Mày mở app. Đây là con đường thành công, con đường chính mà. Mình hàm ý người ta sẽ login bằng account của mình. Thì con đường chính là login bằng account. Còn nếu để tại bước này mở màn hình login nên nó đéo thích, vẫn màn hình login nó sâu lên cả cái option, thì em chuyển hướng, alternative, chuyển hướng nhưng vẫn còn đường khác để thành công. Vì đích đến của tao là login, đừng bao giờ quên cái chữ login là được công kênh bản chính. Và với kịch bản chính này thì em có cần đường đi đường phụ. Cái này giống như bây giờ mày muốn đi từ đây xuống trường mình. Em thích đi xa lộ Hà Nội, đó là một cái kịch bản chính em, trước giờ em quen đường này. Nhưng hôm nay giả sử xa lộ Hà Nội kẹt, em vòng qua bên cái phên với chỗ Cát Lái, có thể em đi đường Nguyễn Cư Trinh hay cái gì đó, bên Võ Chí Công cái gì đó, em vòng về đó cũng ra được. À, em đi nhánh đó được, em đi nhánh cầu Phú Mỹ được mà thầy, đúng không? Được, một nhánh khác. Như vậy đấy là con đường alternative, để đảm bảo rằng đích đến người ta vẫn phải là đến đích đến trường, đến lock gì. Cho nên nhớ chứ alternative không phải là cái gì khác, nó chỉ một cái hứa quẹo cua để đến đích. Còn exception là chết mẹ rồi. Thế nào là exception? Mình nhập sai đến 3 lần. Cái chỗ này nhập xin em password nha. Chỗ này bắt đầu nhập sai đến 3 lần, 4 lần. Đó thì cái chỗ mà trước số 3. Ba E, giả sử ba exception. Chỗ này nó nhập sai đến 3 lần. Nhập sai 3 lần. Rồi hệ thống làm gì? Khóa disable account, khóa account trong vòng 30 phút. Mọi người có đang theo kịp đến đây không ạ? Số này số 4 nha, xin lỗi. Này số 4. Bởi vì mình nhấn rồi, nhấn rồi mình nhấn bị sai nhiều lần. Chứ còn số 3 mới đăng nhập chưa nhấn, nhấn số 4 này có khả năng. Cho nên trên dọc đường đi của basic flow có nguy cơ bị chết hay nguy cơ rẽ ngang. Cái giống như từ đây mình đi xuống Sài Gòn, kẹt đường này mình quẹo đường kia để lấy lại alternative. Có đường mẹ nào cũng không đi được, chết kẹt cứng luôn cả cái Sài Gòn ngày hôm đó cho trời mưa chẳng hạn. Rồi xong. Và đéo làm tiếp nữa, không hoàn tất được cái việc đến trường. Thôi cúp học trước bữa nay vì đường ngập kinh quá. Tình huống này nó gọi là exception, là giúp ta không đạt được đích. Như vậy với một kịch bản như thế này thì dân dev của mình ngồi if else viết hết sạch trơn. Thì cái phiếu vừa rồi ta vừa gọi xong là phiếu mô tả cho use case. Tất nhiên bạn đọc xuống đây để bạn rút thêm kinh nghiệm nữa của các đồ án mà tôi đã đưa cho các bạn mẫu. Mọi người có theo kịp tôi nói đến đây không ạ? Dạ vâng kịp. Khó không? Trả lời. Cũng khó đấy chứ nhỉ? Quá khó. Quá khó luôn. Và nếu bạn nào không tin tôi, vào Google search UK diagram example, chọn tab images. Những cái điều tôi vừa giảng có hết đấy anh em à. Có hết đấy anh em. Tôi sẽ không đi sâu nha. Vì đủ để hiểu cách viết rồi. Đấy, thế actor và system này. Đấy chưa? Thấy chưa? Luôn luôn có này. Precondition normal. Nó gọi chữ normal flow cũng được nha. Postcondition có hết. Alternative và exception. Nó còn thêm vài mục khác mình không cần chú ý sâu. Mình thấy cái cơ bản nhất. Có ví dụ hết trên mạng như tôi vừa giải thích ý nghĩa để các bạn đọc rồi. Đó, man này, alternative này, exception này. Nó đánh số theo từng bước một. Có thể nó gộp không chia hai bên. Đánh số thứ tự và tại bước nào có nguy cơ bị chết. Tại bước nào có nguy cơ cần rẽ nhánh. Đó. Lệ phí đổi ngành 2.350.000 anh em. Man flow, exception. Tôi tin rằng các bạn đã biết cách bắt đầu. Đủ mệt chưa? Trả lời. Thôi học nhiều đó, học nữa thì giỏi mất công, bạn bè nó không chơi với mình nha. Hy vọng em có cảm hứng. Về nhà, bài tập về nhà, các bạn không cần phải làm cái phần này tôi giảng mà có cái tài liệu mẫu rồi và trên mạng có nhiều, nhưng khó nhất là mình hiểu tại sao có nó thôi. Thì tôi đã vừa giải thích rồi, cấp mục của nó rồi. Thì các bạn biết cách để có thể nương theo ha, mình nương theo để làm. Vậy tôi chỉ cần bài thuyết trình của các bạn là phần này. Vậy thì dự kiến ngày thứ tuần sau á. Tuần sau mình học cái gì? Mình học cái sơ đồ này.
tuần sau mình học sơ đồ này. Đài sequence diagram, sequence diagram là một sơ đồ để tiếp tục bổ trợ cho cái thằng này. Cái này là kể câu chuyện nó xử lý bằng miệng thôi, kể câu chuyện xử lý bằng miệng, người dùng có thể đọc được luôn để hiểu, nhưng mà bắt đầu là cần phải code thì phải kể câu chuyện của code thêm nữa cơ, câu chuyện của thiết kế liên quan đến việc lập trình. Thì cái sơ đồ sequence này là sơ đồ bổ trợ thêm cho cái use case, tức là use case chưa đủ, ta phải biết code thế nào, ta dùng cái mô hình MVC ra sao, ta sẽ dựa trên mô hình MVC mà bạn học trong môn Java web, thì bắt đầu cái phần này được viết code thế nào, nó bố trí từng thành phần code thế nào, thì lúc đó phải vẽ tiếp nữa, thì bắt đầu dân dev mình nó có cái sự thống nhất nhất quán cho mỗi thằng viết một kiểu, cuối cùng trùng lặp nhau. Chẳng hạn ví dụ tin tức có thể xuất hiện nhiều, hay giảng viên đồ cái thời khóa biểu này xuất hiện cho cả bên cái môn học, xuất hiện cho cả bên giảng viên, chứ không phải sinh viên, cả bên giáo vụ. Như vậy không lẽ là ba table khác nhau hay một table? À, để cách dùng như thế nào, viết code để dùng lại những cái phần code, thì sơ đồ này sẽ diễn tả một cách chi tiết. Và thứ ba tuần sau ta sẽ vẽ sơ đồ này, thưa các đàn em thân yêu. Ok chưa? Lệ phí đổi ngành 2.3 triệu, 5 triệu. Ghét thầy quá đi, thầy cứ làm em hoang mang và sợ, sợ cái đầu chúng mày. Tao nói là việc học mà, nó đâu có dễ như việc chơi đâu. Cứ cho tiền tao rủ chúng mày đi chơi, anh em mình rành ngay. Mẹ kiếp, có tiền chưa chắc đã học được, vì nó khó. Hy vọng mọi người có cái cảm hứng cho việc thiết kế sơ đồ và hiểu rằng đó đóng vai trò gì trong quá trình làm phần mềm. Như vậy bạn thấy không, từ nãy giờ bao lâu ngày nay, trong mấy tuần nay tôi toàn bàn về vấn đề hiểu cái yêu cầu phần mềm, hiểu để làm. Thực ra đã bắt đầu làm bắt nhịp luôn cả vào những phần sau rồi. Nhưng bạn thấy rõ ràng một câu là làm gì là quan trọng. Còn làm thế nào dĩ nhiên còn quan trọng hơn nữa, nhưng mà bắt đầu phải xác định hướng làm gì đã. Việc của các bạn ngồi đây là học, đó là việc các bạn phải chú ý. Và bây giờ bắt đầu đi vào implement how. Cái how nó chính là cái phần mô tả mà tôi đã mất công cùng các bạn cho đến giờ. Thấy chưa? Xác định sai cái gì cũng đã để chết cha mình rồi, còn có cái gì xong mà học máu cái phần how đây này. Mong mọi người có cảm hứng, vui chơi không quên nhiệm vụ, về làm bài tập thuyết trình, chỉ cần vẽ sơ đồ, không cần phải mô tả phần này, vì phần này nó có trên mạng, tôi không hành hạ các bạn. Qua thứ hai, thứ ba tôi đã nói cái điều gì rồi. Chúc cuối tuần thứ sáu vui vẻ. Nhớ rằng tuần 8, tuần 9 các môn sẽ thi practical exam. Hoang mang chơi đi các con. Tuần thứ 11 thi final luôn. Thì final luôn, tức là nhiều khi môn này thi luôn ngay cái thứ hai của tuần 11, cho nên chúng mày cứ không học đi, tao không nói trước điều gì đâu, để phí đổi ngành 2.350 triệu, học lại liền ngay và luôn thì giảm giá 50%, học phí kỳ tới là 27.300.000 Việt Nam đồng. Ok, toàn bộ những thông tin đã công bố hết, hy vọng anh em có cảm hứng chơi tiếp. Cảm ơn mọi người, cộng đồng mạng đã chăm chú lắng nghe. Off đi ăn cơm đây, ta sẽ điểm danh sau tụi bài.